Chương 1 Abomitino đột kích Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Tối nay New York tự hồ đặc biệt náo động, mang hà tăng Harlem quảng trường từ đường số 121 Broadway bắt đầu, thì có to lớn vang động cùng tiếng nổ mạnh. Dòng người phun trào, không ngừng mà xông ra ngoài đâm, tiếng gào khóc, tiếng thét chói tai đầy rẫy toàn bộ đường phố, ánh lửa tung tóe, thỉnh thoảng còn có một chiếc xe hơi bay ra, đem một bên cao lầu bị đập phá cái nát bét tất cả mọi người đều ở bên ngoài giành giật thoát đi, chỉ có một cái thân ảnh nho nhỏ, từ một bên trên đường phố hướng về nổ tung trung tâm đi đến, lần này có chút nguy hiểm dáng vẻ nha. Ta ngẫm lại a, à, hiện tại mới chỉ là năm 2007 nha, lần này là tình huống thế nào? Một cái tóc đen mắt đen châu Á bé trai tiện tay móc ra một mặt kim loại mặt nạ, nắp ở trên mặt, mặc kệ, mau mau giải quyết, còn muốn nhanh đi về tu luyện đây. Đi chưa được mấy bước, một cái tàn tạ nhân thân từ trên trời giáng xuống, tàn nhẫn mà nện ở leo trước mặt, đủ mọi màu sắc nội tạng hỗn hợp máu đỏ tươi, trong nháy mắt thấm ướt leo mặt dày, cũng không có thiếu máu thịt mảnh vụn tiên đến hắn trên y phục. Vô cùng kích thích cảnh tượng để leo mạnh mẽ giật cả mình, trước khi tràn ngập nắm ánh mắt cũng hoảng hốt một hồi, nhìn này đã không nhìn ra hình người huyết nhục tàn khối. Hoa ác một tay chống một bên cửa hàng vách tường nôn mửa lên. Nôn khang vài tiếng thế nhưng cái gì cũng ẩu không ra, bởi vì leo trong dạ dày xưa này sẽ không có cất giữ quá đồ ăn, bất kỳ đồ ăn tiến vào leo trong dạ dày, đều sẽ rất nhanh biến mất, sở hữu năng lượng đều tràn vào trong đầu của hắn. Đem trên người giác két cởi ra, nắp ở trên mặt đất trên thân thể người nọ hai tay không ngừng run rẩy, bước chân đột nhiên tăng nhanh, vọt tới. Đi qua cái cuối cùng đường phố, mới vừa vừa thò đầu ra, một tấm cửa xe lại như một tấm bay thật nhanh xoay tròn bài, hướng về leo gọt đi lại đây, một giây sau, sẽ đem hắn cắt thành hai nửa. Lúc này, leo ngón tay khẽ động, nhanh chóng xoay tròn phi hành cửa xe ngay ở trong chớp mắt, định ở leo trước mặt, trong lúc đó có điều 50cm khoảng cách, liền như thế đột nhiên điện ngừng lại, nổi giữa không trung, cũng không nhúc nhích, biên giới bên trên còn có vài chỗ vết máu, không biết này phiến nguyên bản xem cưa mảnh bình thường cửa xe đi đến leo trước, đến cùng chém đứt bao nhiêu người. Leo cũng là bị xa xa cái kia một đạo thân ảnh khổng lồ cho chấn động không dám nhúc nhích, tăng, abomitino. Có tới cao 4 mét to lớn thân cao, khắp toàn thân bắp thịt cùng xương chặt chẽ cuốn quyết cùng nhau, cột sống trên đột xuất một loạt sắc bén vô cùng gai xương, còn có khuỷu tay, kiên trữ những mấu chốt này nơi, toàn bộ đều đâm ra từng cây từng cây gai xương đến. Mạnh mẽ bắp thịt bị ấn từng tia từng tia có thể thấy được, đột nhiên tăng vọt thân thể đột biến phản phất để Abomitino thêm ra mấy chục khối xương, dành cho mạnh mẽ bảo vệ, cả người trần trụi, một cái phân màu vàng đầu trọc người khổng lồ là ở chỗ đó tiện tay lôi lại đây một chiếc xe con hướng về đoàn người ném tới, gây nên to lớn nổ tung. Chu Vi có hai chiếc quân đội xe tải, một phát RPG từ trên xe hướng về Abomitino bắn tới, mỗi giây 30 mét tốc độ đạn rốc két liền như vậy bị Abomitino một phát bắt được, tùy ý nổ tung, một trận tiếng vang kịch liệt còn mang theo ánh lửa tỏa ra bốn phía. Đảo mắt, Abomitino liền không hề có một chút vết thương từ trong ngọn lửa đi ra, đồng thời, cũng rốt cục bị xe tải hấp dẫn lấy ánh mắt. Giữ tần nở nụ cười, tiện tay trực tiếp búa bạo một chiếc xe hơi, hướng về leo bên này nhanh chóng đi tới. Hỗn loạn trên đường phố, không có ai chú ý tới cái mì này trước trôi nổi một tấm cửa xe tiểu hài tử, leo nhìn cái này bạo ngược thân hình vọt tới, cũng không khỏi lui hai bước, trèo ở không trung cửa xe đi rơi xuống. Xe tải trên ga liên sẽ không có định chỉ quá nổ súng, xe cũng là lập tức chuyển hướng, về phía sau điên cuồng thoát đi, một bên leo nhưng lặng lẽ trốn xa một chút. Abomitino vượt to lớn bước chân, trên đường cách trở hắn hết thảy đều bị hất bay mở, không có 200 mét liền đuổi theo muốn chạy trốn xe tải, chỉ dùng một quyền liền đem xe cho đánh thành hai đoạn, dơ lên cao một chiếc xe hơi, quay về quân đội xe tải máy thu hình bạo ngược hô, đến cái có thể đánh. Oanh, một ô tô đập xuống, bên trong xe ba người ngay lập tức sẽ thành một bãi bánh thịt. Abomitino mới vừa muốn rời đi, trước mặt hai chiếc xe hài cốt lại đột nhiên chính mình bò lên trên Abomitino trên người, đang xen khóa lại với nhau, lập tức Abomitino dĩ nhiên không cách nào động nảy lên. 100 mét ở ngoài nơi khúc quanh, leo ngồi ở trôi nổi trên cửa xe hai tay hư chụp, quay về Abomitino phương hướng, tay phải nổi gân xanh, mạnh mẽ ép xuống sắt thép hài cốt đem Abomitino hai chân cho trói ở cùng nhau, còn có một phần ô tô hài cốt tiếp tục hướng lên trên leo vách núi, không tới một giây bên trong, sắt thép liền đem đầu hắn bao bọc lại. Cùng lúc đó, một chiếc quân đội máy bay trực thăng cũng từ đằng xa chạy tới. Thừa dịp Abomitino chính đang không ngừng gào thét kéo trên mặt kim loại lúc, leo béo mập khuôn mặt nhỏ bé trên cũng có một chút dữ tợn. Không nghĩ tới lần này dĩ nhiên là Abomitino cùng hút cái kia một trường ta cho rằng còn có 5 năm, năm mới gặp tiếp xúc được Avenger chính thức nội dung vở kịch, lần này thật là một bất ngờ. Leo dưới thân cửa xe trực tiếp đi rơi ở trên mặt đất, ưỡn thẳng đứng trên mặt đất trên, tiến lên vài bước, gân xanh trên trán cũng tăng mấy phần, nhỏ gầy bóng người bên trong nhưng có sức mạnh khổng lồ, hai tay mở ra lại là ra sức một lông. Abomitino bên người mặt khác ba chiếc xe hơi cũng bỗng dưng phiêu lên, rất lớn lực xung kích đánh tới Abomitino trên người, trực tiếp đem Abomitino cho va ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, một cái to lớn tấm bản quảng cáo từ trời cao đập xuống, kể cả ba chiếc xe hơi, cùng đặt ở Abomitino trên người. Trong nháy mắt, phía trên sắt thép ô tô cái giá đều xuất hiện rất lớn biến hình bẻ công, như là có một luồng không cùng ngang hàng lực lượng khổng lồ đè ép xuống, mặt đất đều rạn nứt ra vô số bé nhỏ vết nứt, khung thép sâu sắc xen vào mặt đất bên trong. Leo con mắt đều mạo ra không ít tơ máu đi ra, một tiếng khẽ gọi, cắn răng chống. Làm sao một mực là ngày hôm nay đây? Lại cho ta ba ngày, lực trưởng khống là có thể đột phá 50 điểm, khi đó năng lực nên có thể tăng lên rất nhiều nha. Áp chế không tới một phút, một cái to lớn nắm đấm từ kim loại chồng bên trong vọt ra, đem không ít mảnh kim loại đều cho đánh bay ra ngoài, có điều bay ra không tới 20cm lại lần nữa phụ đến cái kia trên nắm tay, hướng phía dưới đè ép. Thế nhưng không có tác dụng, lại là một cái nắm đấm vọt ra, đồng tỉnh khổng lồ đem mới vừa trên đường phố vẫn không có vỡ nát pha lê cho triệt để đập vỡ tan. Giữ tận song quyền trực tiếp đem phía trên thân xe cho xé rách ra, một cái đại đầu trọc ở bên trong vọt ra, không để ý bốn phía một lần nữa phủ lên đến nhỏ vùng kim loại, bốn phía nhìn quanh, gào thét nói, là ai? Đi ra đánh một trận. Chu vi kim loại lại xông lên trên, bị Abomitino một quyền cho lôi bay ra ngoài, ra sức mấy đá đem chu vi khối kim loại cho đá bay ra ngoài, đem nhà lầu cho xuyên thủng mấy cái động đi ra. Ở một bên chơi những này trò vặt, không có tác dụng. Có loại đi ra. Abomitino lớn tiếng gầm rú. Leo thả xuống hai tay, nhìn phía xa cái kia thân ảnh cao lớn, xoay tay lấy ra hai viên màu bạc sắc bén phi đao đi ra, đáng ghét. Phổ thông kim loại căn bản phá không được Abomitino phòng ngự nha thật vất vả từ quân đội nơi đó thuận đến mấy khối thái hợp hợp kim thép, thật sự có chút không nở dùng A. À. Xa xa phân màu vàng Abomitino lại bắt đầu khắp nơi phá hoại kiến trúc, biểu lộ ra chính mình mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, đồng thời, bầu trời trên phi cơ trực thăng, một cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 2 Hút đối chiến Abomitino Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio leo chăm chú nhìn chầm chầm bóng người kia, mới vừa áp chế lại một phút thời gian đủ khiến phần lớn người đều rời đi phụ cận. Quả nhiên, Chu Vi không có đoàn người hoảng sợ tiếng kêu cùng hoảng loạn chạy trốn thanh để Abomitino vô cùng không thoải mái, một cước đem mặt đất dẫm một cái lỗ thủng to đi ra, lại đá bay bên người hai chiếc xe hơi, chuẩn bị hướng về xa xa đám người chạy đi. Trên bầu trời nhưng truyền đến một trận hô khiếu chi thanh, một người từ trên trời giáng xuống, trong trời cao rất xa bay tới một câu nói. Ohachic. đem mặt đất đập ra một cái căn bản không phù hợp hắn hình thể hố to leo híp mắt lại thừa dịp abomitino ngay người đồng thời giơ lên tay phải trong tay phi đao màu bạc nhẹ nhàng hơi động trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi một luồng không tên mạnh mẽ sóng khí xuất hiện ở trước mặt đem leo đẩy sau hai bước một trăm mét ở ngoài một ngọn phi đao đột ngột trong nháy mắt xuất hiện ở abomitino trên mặt mang theo vẫn không có chạy tới chói tai tiếng xé gió thẳng tắp cắm vào Abomitino trong ánh mắt, vẫn đục dòng máu tiên đi ra, một tiếng to lớn cùng bạo gầm rú, đủ khiến toàn bộ quảng trường người đều nghe được bên trong thống khổ. Khủng bố song quyền hướng về trên mặt đất đập một cái, bắn lên vô số tế hòn đá nhỏ đi ra, để xa xa leo có chút thấy không rõ lắm. Leo nhẹ nhàng vung tay lên, một bên cửa xe lại đi tới dưới chân của hắn, bước lên, hướng về ở tại chỗ cùng bạo loạn búa Abomitino đuổi tới, trong mắt cũng có một nụ cười xem tới vẫn là tốt kim loại mới ra sức, mới có thể phá vỡ nha. Đến 50 mét khúc quanh, bụi mù chậm lại, Abomitino động tỉnh cũng thoáng bình tĩnh một chút, mới phát hiện, cái kia một thanh nho nhỏ phi đao màu bạc, cuối cùng chui đau lại bị Abomitino mí mắt cũng vững vàng kẹp lấy, pha tạp vào dòng máu cùng máu thịt, bị hắn đồng thời cho niêm đi ra. Đồng thời, một cái viện mắt đã trách nát thành như vậy Abomitino, trên mắt, dĩ nhiên đang chậm chậm khôi phục lên, nhìn dáng dấp, có điều mấy phút khả năng sẽ khôi phục được rồi như vậy leo cũng là bật động bước chân không được hiện tại ta căn bản ngăn cản không được abomitino nếu hút đã đến rồi ta vẫn là rời đi trước đi vốn là thân thể tinh tế vóc dáng nhỏ leo ẩn giấu ở một bên nhìn vẫn đang run rẩy hố lớn một cái to lớn nắm đấm màu xanh lục phóng lên trời hút ta cuối cùng cũng coi như muốn gặp được thật sự ngươi to lớn hút từ trong hầm bò đi ra trên hình thể không kém chút nào cùng Abomitino, tuy rằng bắp thịt không có Abomitino như vậy dữ tợn, thế nhưng là tràn ngập một nguồn sức mạnh vẻ đẹp. Hống Một tiếng to lớn gầm rú sóng trùng kích, mắt trận có thể thấy đem phía trước tạp vật thanh hết sạch. Trong nháy mắt hấp dẫn đến Abomitino mục đích. Abomitino, nguyên hình. Emil Blomsi, Ben cũng là bởi vì hút mà sinh, hắn sinh ra, chính là vì đánh bại hút liền xoay người nhìn 30 mét ở ngoài hút. Hút. Abomitino ngửa đầu một tiếng trống to, phi chạy vội tới. Hai cái người khổng lồ đem mặt đất đạp ra vô số vết trách, sải bước lớn chạy trốn, 10 mét nơi, nhảy lên, hai cái bắp thịt cả người người khổng lồ ở đường phố bầu trời, mạnh mẽ đụng vào nhau. Lực cùng Mỹ va chạm, sâu sắc kích thích đến leo. Leo trái tim đều kích động nhanh nhảy ra, năm năm, rốt cục nhìn thấy màn này, quá kinh điển kịch liệt bắp thịt tiếng va chạm, hút dĩ nhiên lập tức bị Abomitino đỉnh bay ra ngoài, lăn lộn ra mười mấy mét ở ngoài, lão đảo đứng lên, thế nhưng một cái không có đứng vững, bay nhảy một hồi, thân thể lệch đi, ngất ngất ngay ngay lại ngã xuống. Abomitino từ đống lửa bên trong đi ra, dưới chân đem một chiếc thiêu đốt ô tô cho giảm đánh, giờ khắc này mắt phải đã chữa trị gần đủ rồi, e on. Leo thấy này sững sờ, vỗ mạnh một cái đầu, mẹ nó, Suýt chút nữa đã quên, hiện tại hút là bị tiến sĩ Benner cho mạnh mẽ bức bách đi ra, thực là bị ức chế thuốc cho áp chế phần lớn sức mạnh, ta đến giúp một chút hắn. Vừa định tiến lên, đã thấy đến hút mấy cái nhanh quyền đem Abomitino cho lôi đến trên đất, trực tiếp đem Abomitino toàn bộ thân thể đều cho ép đến mặt đất bên trong, phản phất chu vi tất cả mọi thứ đều như là đậu hủ yếu đuối bình thường. Abomitino bị hút một cái trọng quyền đánh lệch đầu trọc, thế nhưng là xem thường phun ra mấy viên nát nha ngươi liền chút bản lãnh này sao một cước đem hút đạp bay ra thẳng tắp bay về phía leo nơi này đến chỉ lát nữa là phải đặt ở leo trên người phía sau cửa xe một cách tự nhiên xông lên trước đứng vững hút thân thể leo thấy này cũng là lùi gấp vài bước muốn rời khỏi ta hiện tại chỉ là cái da giòn ajece nha abomitino cũng là đuổi theo hai cái bắp thịt người khổng lồ liền như thế xảo chi lại xảo ở leo bên người lẫn nhau cự búa lên. Vẫn bên người mang theo mấy cây đặc chủng kim loại trụ cột cũng là lập tức lẫn nhau bám vào trên người mấy cái điểm máu chốt, vẫn không có đến gấp rút đi, liền nhìn thấy một cái vàng ống cự quyền nện A lại đây. Leo chỉ kịp hai tay một chiếc, tuy rằng thân thể đã điên cuồng lui về phía sau, thế nhưng cái kia không cùng ngang hàng to lớn lực xung kích, vẫn để cho Leo bay ra xa mười mấy mét mở. Ca. Ca ca, vài tiếng vang lên giòn giả, hai tay xương dồn dập cắt thành mấy tiết, đau đớn kịch liệt trùng kích leo đầu óc, suýt chút nữa để bất tỉnh đi. Phía sau mảnh kim loại làm một cái rất lớn bước đệm, đem leo thác đến 50 mét ở ngoài, thậm chí càng xa xăm, hai tay vô lực rủ xuống, mỗi khi lắc động đầy sẽ truyền đến mảnh xương đâm thịt đau đớn, leo trên mặt trắng bệt, mồ hôi lạnh che kín cái trán. Đúng là, không cách nào chống lại lực lượng khổng lồ. Nhìn đa nhờ nhau cùng nhau hai người, Abomitino lần thứ hai đem hút cho đặt ở trên mặt đất, điên cuồng nền đánh. Leo mạnh mẽ tỉnh táo lại, nhìn này hai đại bóng người, nhanh, ngẫm lại, đúng rồi, vũ khí. Bên người mang theo hai cái mảnh kim loại cùng với một ít kim loại tia đã đem hai tay cho cố định lên, vội vàng xem hướng bốn phía. Thế nhưng ngay ở này ngăn ngắn vài giây, hai cái người khổng lồ cũng đã vượt qua mấy đống nhà lớn, không biết đi nơi nào. Leo phóng lên trời, bay đến một tòa đại lâu trên, rất xa nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng vũ trang đang điên cuồng hướng về Abomitino xả kích. Thế nhưng dù cho là trên máy bay súng máy hạng nặng, đối với Abomitino cũng không có làm sao tạo thành thương tổn, trái lại càng là làm tức giận hắn. Một cái nhảy lên, hướng về máy bay trực thăng tóm tới, hút đúng lúc kéo lấy Abomitino chân nhỏ, kết quả, hai cái to con treo ở trên phi cơ trực thăng tranh đấu, trực tiếp đem máy bay cho mạnh mẽ quăng đến trên mặt đất đổ bộ, cánh quăng ngã cái hy nát, thân máy cũng nứt ra rồi máy đạo lỗ hỏng đến. Leo đuổi tới, suy yếu hút bị cuộc bay đến một bên, Abomitino nhưng là đạp ở trên phi cơ trực thăng, ở trên cao nhìn xuống nhìn hút, máy bay trực thăng thùng dầu cũng đã phá tan đến, không ngừng mà chảy xuôi. Abomitino trực tiếp đem hút cho một cái lôi ở trên tường, bất luận hút làm sao dãy dụ đều không có tác dụng, Betty ở máy bay trực thăng tàn tạ cabin bên trong bất lực nhìn hút, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng ngươi không xứng nắm giữ loại sức mạnh này, ngươi liền nhìn nàng chết đi. Một đời đều đang đeo đuổi sức mạnh Emil Blomsi biến thành Abomitino, vô cùng xem thường bị người bình thường tràn buộc hút, trong miệng dơ bẩn nước bọt bay ngang, trong mắt tràn ngập tàn bạo. Abomitino khuỷu tay trên gai xương, đã đâm vào hút cơ ngực bên trong chảy ra máu tươi. Mà một cái điện đường ngắn sản sinh điện đống lửa thiêu đốt máy bay ở ngoài dầu hỏa, ngọn lửa hừng hực, trong nháy mắt phủ kín toàn bộ máy bay trực thăng leo mạnh mẽ song chưởng nắm chặt, tay trái khống chế máy bay trực thăng kim loại sát ngoài làm hết sức khép kín mở, tay phải khống chế phi đao song thẳng đâm về phía Abomitino sau não sát. Chỉ thấy Abomitino đầu đột nhiên hướng về trước vọt một cái, trên ót sâu sắc cắm vào một thanh màu bạc đao thép, cùng lúc đó, đã phẫn nộ đến mức tận cùng hút, con ngươi lần thứ hai đổi xanh mấy phần. Hút cả người bắp thịt lại là dâng lên, tăng vọt sức mạnh để tay trái trực tiếp đem Abomitino hai tay đẩy ra, nhấc lên trên lưng lưng gai xương, hướng về nhà xưởng trên mặt tường mạnh mẽ đánh tới, và phế bỏ vài mặt tường, không thấy bóng dáng. Tiến lên hai bước, cái kia quạt to nhỏ song chưởng dùng sức vỗ một cái, một tiếng thô lỗ gào thét, hút pan, hút chưởng. Một luồng to lớn khí lưu sống trùng kích hướng về máy bay trực thăng vọt tới, trong nháy mắt 12 cấp cuồng phong thổi tan dầu tí, mang theo vô số cho bụi bay về phía phía sau, đem kia ngọn lửa trên người đều cho thổi tức, mà máy bay trực thăng bên trong Betty cũng từ một đầu khác chỗ hỏng nơi bò đi ra, cẩn thận. Abomitino ở phía sau, trong tay lôi kéo một cái to lớn mang theo đồn đá xích sắt, cái kia vốn là nhà xưởng để dùng cho cano cỡ lớn định miêu dùng, thế nhưng giờ khắc này lại bị Abomitino xem là vũ khí. Liên nơi cuối còn có hai cái tảng đá lớn phối trùng, tổng cộng gặp lại sợ có mấy ngàn cân trọng lượng, thứ này nếu như ném lên, dù cho là một chiếc thẳng Cassia có thể đập nát đi vung vẩy hướng về quay lưng hắn hút ném tới. Bị tro bụi chói mắt leo đúng lúc nhìn thấy một màn, không. Trong đầu một cái nào đó cái điểm nổ tung ra, mang theo sức mạnh khổng lồ xích sắt trên không trung càng ngày càng chậm, treo ở hút trên đỉnh đầu, hút sa mát, hút tấn công. Hút xong quyền đánh địa, một đạo vết trách to lớn hướng về Abomitino lan tràn mà đi, Abomitino một cước dẫm đến trong cái khe, trong tay buông lỏng, xích sắt trực tiếp rơi xuống hút trong tay nhìn thấy màn này đầy người cho bụi leo cũng rốt cục nở nụ cười mà đã lực kiệt leo dùng hết cuối cùng khí lực làm hết sức trời xa sắp tới rồi quân đội lướt qua hai cái quảng trường sau ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 3 trị liệu cục tay nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio leo tỉnh lại lần nữa lúc đã là ở măng ha tăng một nhà bên trong bệnh viện hai tay đều bị thanh nẹp cố định lại chu vi trên giường bệnh còn có không ít ở kêu trên người bệnh, phóng tầm mắt nhìn lại, không phải cục tay chính là gãy chân, leo tình huống đã là phi thường may mắn. Một vị cô y tá cầm báo cáo đi vào, màu vàng tóc ngắn hiện ra phi thường gọn gàng nhanh chóng, mũi thở hai bên có điểm điểm không thấy rõ tiểu tàn nhang, tiền đột hậu kiều đầy đặn vóc người để một bên kêu trên người bệnh âm thanh đều nhỏ mấy phần. Nhìn đã tỉnh lại leo, y tá tiểu tỷ tỷ nhất miệng nở nụ cười, tiểu tử, người đúng là quá may mắn xuất hiện ở cái kia hai cái quái thú điên cùng nhất đường phố phụ cận, dĩ nhiên chỉ chịu như thế bị thương. Nhìn một chút báo cáo trong tay, cúi đầu sờ sờ leo đầu nhỏ, đúng rồi, cảnh sát vốn là nói muốn đi tìm cha mẹ của ngươi, thế nhưng tự hồ không có tìm được, xem ra ngươi có thể liên lạc một chút bọn họ, để bọn họ tới đón ngươi, thuận tiện đem tiền thuốc thang nộp. Y tá tiểu tỷ tỷ, hiện tại là lúc nào? Leo liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ vẫn là đen kịt một mảnh. Buổi sáng 4 giờ 15 phút, ân, tối ngày hôm qua mới đem ngươi đưa tới, ngươi hôn mê 6 tiếng mà thôi. Penny nhìn một chút biểu, nằm sắp xuống thân thể đối với Leo thân thiết nói rằng, có điều ngươi tiền thuốc thang có 237 đô la mỹ ác, ngươi có thể đi y tá đài bên kia gọi điện thoại, tỷ tỷ còn có việc muốn bận biểu, bái. Hưng, Penny y tá, bái. Leo liếc mắt nhìn Penny trước ngực hàng hiệu, về trả lời một câu. Y tá rời đi. Hấp dẫn phần lớn người ánh mắt, bên trong nhưng không bao gồm leo. Thân cao có điều một mét hai hắn nhảy xuống giường bệnh, đi đến phía trước cửa sổ, có thể thấy rõ ràng, cửa bệnh viện còn có không ít xe cứu thương ở vận chuyển người bệnh. Móc móc túi áo, bên trong gần như có 300 đồng tiền, chính mình một người tới đến nộp phí văn phòng, giao xong phí liền vội vàng rời đi bệnh viện. Trước khi rời đi, ở trước sân khấu nghe được y tá trưởng gọi điện thoại. Đúng, đã mãn giường lại có thêm nghiêm trọng bệnh hoạn xin mời đưa tới hắn bệnh viện, không muốn gần đây đưa. Ngươi không biết sao? Cái kia hai cái quái vật hủy diệt rồi vài tòa nhà, quan bệnh viện chúng ta trọng bệnh người cũng đã có hơn 100 cái, nghe cảnh sát nói, ngày hôm qua chết rồi hơn 80 người, hơn 100 chiếc xe, thật mấy ngàn người đều bị thương, vậy phải làm sao bây giờ nha? Ra ngoài ngăn một chiếc xe taxi, quận Quyên, forrest Hill đường. Hay, tiểu tử, chỗ kia cũng không gần, Ngươi có tiền sao? Lái xe người da đen rất xem thường dáng dấp của hắn. Thiếu không được ngươi. Leo quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, không vui nói. Xe dần dần mở di chuyển, không có bao xa, liền nhìn thấy, chuyện tối ngày hôm qua cố phát sinh địa, vài lượng tiếng còi ti chấp xe cảnh sát dừng ở nơi đó, lôi kéo màu vàng đường cảnh giới, không cho phép bất luận người nào tới gần. Leo thấy này, cũng là thổ thở ra một hơi, tựa ở xe ghế ngồi, 5 năm năm. Xem ra nội dung vở kịch nhanh bắt đầu rồi, nhưng là tại sao thân thể này mới 10 tuổi nha, rất nhiều chuyện đều phi thường không tiện nha. 5 năm, năm trước, đang xem rạp chiếu bóng xem Spider-Man. Far From Home Haleo mới vừa nhìn thấy phim nhựa kết thúc, tràn đầy phấn khởi chờ mảnh vĩ trứng màu, kết quả trứng màu không có đợi được, nhưng chờ đến rồi một phát đạn. Khi đó, một người đàn ông nổi giận đùng đùng từ rạp chiếu phim ở ngoài vọt vào, trong tay án chừng một cái tự chế thổ súng quay về ngồi ở bên cạnh mình một đôi nam nữ liền nổ súng, trong miệng còn liều mạng nhắc tới, ngươi còn dám ở bên ngoài một bên tìm nam nhân. Ta giết ngươi. Bất thiên bất ý, viên đạn vừa vặn toàn bộ đều vỡ đến leo trên đầu, huyết phần Phật leo nằm trên mặt đất trên cuối cùng một cái ý nghĩ chính là, vì lẽ đó cuối cùng trứng màu là cái gì, còn có một cái, nếu như viên đạn có thể chuyển hướng nên thật tốt nha. Kết quả, một cái hoảng hốt trong lúc đó, liền đi đến New York đầu đường trở thành một tên năm tuổi hài tử, vẫn ở tại thu dưỡng hắn cha mẹ nuôi trong nhà. Thế nhưng, leo nhìn trong đầu màn hình, khống chế điểm. 49, sức mạnh 7 phòng ngự 5 tốc độ 8 tinh thần 17, ghi chú, một cái thân thể khỏe mạnh bình thường thành niên nam tính trị số vì là 10, kỹ năng. Cấp dê kim loại khống chế, nhẹ nhàng ba hàng tự, triệt để thay đổi leo sinh hoạt, một lần nữa học tập tiếng Anh, tiếp thu gia đình mới, tiếp thu thân thể nhỏ đi sự thực cũng chậm chậm tiếp nhận rồi, chính mình có thể khống chế kim loại sự thực. Sau 20 phút, xe taxi đứng ở rừng rậm đường, ha, tiểu tử, 29 đô la Mỹ, trả tiền đi. Leo lần thứ hai từ trong túi nhảy ra 30 đô la Mỹ, đưa tới. Người da đen tài xế một cái đoạt mất, nha hô. Còn lại một nguyên coi như tiền boa, cho ngươi một cái lời khuyên, tiên sinh, không muốn buổi tối ở bên ngoài một bên mù lắc lư. Lái xe như một làn khói chạy nhìn hắn đi xa bóng lưng, cổ nén rơi xuống từ hắn bánh xe trên tá hai viên bu lông hạ xuống kích động, hướng về cửa nhà đi đến, nhìn một chút trên tay thanh nẹp, ngón tay khẽ động, ống quần bên trong cuối cùng một thanh tiểu đao bay ra, cắt băng vải, đem bỏ vào ven đường trong thùng rác. Liền còn lại cuối cùng một ngọn phi đao, lần này quá thiệt thòi, không chỉ có không có bất kỳ thu hoạch, còn ném vào rồi sở hữu gia sản, quá đáng tiếc. Leo đem đao nhét trở về vỏ đao bên trong, Lặng yên không một tiếng động lên lầu trốn đến trong phòng của mình. Đầu tiên chính là tự ngăn tủ bên trong đáp xuống một trương lớn tràn đầy cao nhiệt lượng đồ ăn vặt, sô cô la, áp súc hamburger, thịt bò đóng hộp. Chờ chút, hướng về trong miệng hồ cật hải tắt lên. Đồng thời, ở một bên trên khung sắt, rút ra một cái nặng 20 cân sắp tới 6 cm thô thành thực gậy sắt đi ra, đặt ở hai đầu gối bên trên, mãi đến tận trong miệng cuối cùng một cái thịt bò nuốt xuống hai tay nhẹ nhàng đặt ở gậy sắt trên đã từ bỏ thanh nẹp gãy vỡ hai tay đã có chút thoáng uốn lượn những động tác này mang đến to lớn đau đớn để hai tay vẫn đang run rẩy bàn tay thậm chí cũng đã không cách nào khép kín động tác dựa cả vào bên người một ít mảnh kim loại đến tiến hành phụ trợ chỉ thấy leo hai tay đặt gậy sắt vị trí chính đang một chút lúng xuống xuống mà chính mình tuy rằng không nhìn thấy thế nhưng là cảm giác được trên cánh tay gãy vỡ nơi bị một luồng không tên năng lượng cái bọc đang thông thả sửa lại xương gãy vỡ địa phương. Đây là Leo ở 8 tuổi năm ấy phát hiện một cái năng lực, bởi vì phi quá cao, từ không trung té xuống, hai chân đều té cái hy nát, liền vào đêm đó, miễn cưỡng duy trì lý trí Leo dựa vào bản năng, đem một cái giày nặng khung sắt tử cho lôi kéo lại đây, đưa tay đắp đi đến. Buổi tối hôm đó, Leo liền nằm ở trong sân nuốt lấy nửa cái kệ sắt lớn, mới đưa hai chân cho chữa trị xong xuôi, đau đớn kịch liệt để một đêm không cách nào yên giấc, hơn nữa còn cảm mạo, từ đây, hắn liền liền không dám như thế lãng. Sắc trời ngoài cửa sổ đã trắng bệt, liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn 5 giờ, trong tay gậy sắt đã biến mất rồi một nửa, không sai, là biến mất, hoàn toàn biến mất, không hề có một chút điểm vật tàn lưu, biến mất không còn tâm hơi, loại này trị liệu phương thức leo suy nghĩ rất lâu. Là hấp thu sao? Cũng không phải. Càng như là dùng biến mất kim loại đi đổi lấy trị liệu năng lượng, còn là làm thế nào đến, Leo vẫn là không nghĩ ra. Ngoài cửa đã truyền động tỉnh, xem ra thúc thúc thẩm thẩm đã rời giường, Leo không có đang do dự. Nằm tâm hướng lên trời, khắp toàn thân, tỏa ra hơi màu vàng ánh sáng, trong tay gậy sắt càng là có chút không ngừng rung động, sau đó, mắt trần có thể thấy bé nhỏ điểm sáng màu vàng ống từ gậy sắt bên trong sông ra, tan vào càng to lớn hơn vật phát sáng, Leo thân thể bên trong. Có điều mười mấy phút, Leo chậm rãi mở hai mắt ra, cả phòng lại khôi phục tối tăm, tiện tay đem cũng không lớn bao nhiêu biến hóa gậy sắt ném tới phía sau rương sắt lớn bên trong. Xoạt xoạt, một tiếng vang nhỏ, tự nhiên rơi xuống đất kim loại bỗng liền như thế bị ngã thành hai đoạn, lại như một khối yếu đuối pha lê bình thường. Đứng lên, liếc mắt nhìn hoàn hảo không chút tổn hại hai tay, ta cảm giác, ta trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 4 năng lực cường hóa thân thể. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Khống chế điểm. 50. Sức mạnh 7 phòng ngự 6 tốc độ 8 tinh thần 17. Ghi chú, một cái thân thể khỏe mạnh bình thường thành niên nam tính trị số vì là 10. Kỹ năng. Cấp dê kim loại khống chế cấp e cường hóa thân thể cường hóa. Mắt vàng, 8%. Leo trong đầu trang báo, lại thêm ra mấy cái giao diện, một cái chính mình toàn thân hình chiếu xuất hiện ở đầu óc của chính mình bên trong, trung, ở con mắt bộ phận trên, có một tia khác kim quang. Tay phải bỗng dưng nắm chặt, một cái hoàn toàn mới gậy sắt lớn lại từ một bên khung sắt trên bay tới. Mắt vàng. Để ta xem một chút là món đồ gì. Leo. Hạ xuống dùng cơm rồi, chờ sau đó đưa ngươi đi học rồi. Jenny thẩm thẩm ở dưới lầu hô nói. Lập tức hạ xuống. Leo mở trừng hai mắt, trong tay gậy sắt từ gián đoạn thành hai đoạn, hai tay nhẹ nhàng hướng lên trên một vệt, hai cái khối thép, hóa thành hai cái hình tròn phụ trọng, cố định ở chân nhỏ bên trên, thay đổi một cái tân áo khoác, trên lưng, vội và xuống lầu. Jenny thẩm thẩm còn ở trong phòng bếp bận việc, giót giờ thúc thúc đã ngồi ở trên bàn ăn lật xem báo hôm nay. Jenny, Leo, qua báo chí nói, tối hôm qua Manhattan bên kia có hai cái quái thú tập kích, chết rồi hơn trăm người đây thật đáng sợ, hiện tại bên ngoài thật là không an toàn, giót giờ thúc thúc thả xuống tờ báo trong tay, sờ sờ leo đầu nhỏ, leo, buổi tối cũng không thể một người đi ra ngoài, có chuyện lời nói, nhất định nói cho chúng ta, ta cùng ngươi đi ra ngoài. giót giờ, leo từ nhỏ đã rất độc lập, ta nhưng là rất yên tâm hắn đây, leo như thế ngoan, mới sẽ không chạy loạn khắp nơi đây. Jenny bưng ốp, la chân giò hung khói bánh mì hot chấm dê o dê đi ra, tràn đầy ba cái mâm lớn coi như là năm người cũng ăn không hết đi. Leo nhưng là vỗ vỗ cái bụng, một mặt ngoan ngoãn nói rằng, yên tâm đi, ta sẽ không tùy tiện ra ngoài, gần nhất nhận vài cái mô hình tờ khai, mấy trăm nguyên đây. Thúc thúc thẩm thẩm, ta đói, ta ăn trước. Nói, liền cầm lấy hai ổ bánh mì, mang theo chân giò hung khói ốp, la miệng lớn bắt đầu ăn, phản phất lúc trước những người đồ ăn vặt đều không tồn tại như thế, rất giống một cái đói bụng hỏng rồi tiểu tử giót giờ nhìn miệng lớn ăn đồ ăn leo, leo, có yêu tốt thì tốt sự, thế nhưng cũng không thể quá cực khổ, ngươi hiện tại mới 10 tuổi mà thôi, chúng ta tuy rằng cũng kiếm lời không được bao nhiêu tiền, thế nhưng nuôi ngươi tên tiểu tử này vẫn không có vấn đề. Tuy rằng leo ăn rất nhiều, thế nhưng leo kiếm lời có thể không thể so với chúng ta thiếu đây, có phải là, leo. Jenny cũng ngồi xuống, cũng là cười sờ sờ leo đầu nhỏ, hưng phấn giảng đạo. George giờ cùng Jenny chính là một đôi phổ thông không thể đang bình thường phu thê, một cái công ty viên chức, một cái điện khí kỹ sư, mến nhau, kết hôn. Hai người kết hôn 10 năm, nhưng vẫn không có hài tử, kết quả kiểm tra phát hiện hai người đều đang có sinh dục vấn đề, cũng vẫn không rời không bỏ. Thương lượng nhận nuôi một đứa bé, ở đi nhận nuôi viện trên đường, đụng tới đói bụng ngất đi 5 tuổi leo, cho rằng đây là trời cao ban tặng bọn họ đứa nhỏ, liền đem hắn mang về nhà mãi đến tận hiện tại, vẫn là làm con ruột như thế đối xử leo. Vốn đang là muốn gọi lưu, thế nhưng kêu kêu liền biến thành leo, leo tiếp tục ăn bánh mì, dù cho đã ăn xong hai cái, nhưng trong dạ dày vẫn là trống trơn, sở hữu tiến vào trong dạ dày đồ ăn, ngoài trừ bộ phận dùng để duy trì sinh lý vận động bất ngờ, sở hữu năng lượng đều xông vào trong đầu. Hóa thành một luồng năng lượng, mà nguồn năng lượng này cùng kim loại kết hợp lại, có thể chậm chậm tăng lên lực trưởng khống của chính mình cái này cũng là chính mình suy nghĩ ra được tu luyện biện pháp, bởi vậy, ở leo chân nhỏ nơi, vẫn đang thông thả hấp thu kim loại năng lượng. Một luồng ôn hòa năng lượng chậm rãi ngâm hai mắt, mà mắt vàng tiến độ ở đây sau một lúc thời gian trong, từ 8% biến thành 9%. Leo, nhưng là hóa thân làm một cái dạ dày lớn vương, đem còn lại đồ ăn đều ăn sạch sành xanh, cầm lấy tiểu, giót giờ thúc thúc mang theo hắn đi học. Giót giờ lái xe đi qua hai con đường đạo, Jenny liền nhìn thấy ven đường một người tuổi còn trẻ mỹ nữ, mang theo một cái đứa bé hướng về tiểu học phương hướng đi đến, ha, đó là đồng nghiệp của ta, mây. Liền hứng thú bừng bừng lái đi, hay, hey, mây, ngươi đi đâu vậy? Cái này bảo bảo là xảy ra chuyện gì, mây, ngươi lẽ nào? Hay, Jenny. Đây là tỷ tỷ ta nhi tử, hiện tại ở tại nhà ta, gọi Peter, Peter cho Jenny a à di nói, ngươi thật. Mây đem Peter ôm lên, Quay về Jenny nói rằng. Từ, tiểu bảo bối, ngươi thật đáng yêu, ngươi tên là gì nha? Peter, Peter, Parker. Bé trai rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói. Jenny mở cửa xe, May, tới, cùng đi chứ, Leo cũng là trường học nào, sau đó Leo có thể mang theo Peter cùng nhau chơi đùa đây. Leo nhìn bên cạnh cái này 6 tuổi, mới lên năm nhất 2 tử, dùng sức vỗ đầu một cái, trời ạ, à, gì May, Peter, Parker ta gặp được khi còn bé Spiderman. Nhìn có chút sợ sệt tiểu Peter, Leo nhếch nổi lên nụ cười, duỗi tay tới, xin chào, ta tên Leo, ta năm nay 10 tuổi, trên lớp 4, sau đó ngươi liền gọi ta Leo Kaka đi. Ta có thể mang ngươi đến trường nha. Peter quay đầu nhìn Leo, hai thằng nhóc liền như thế kỳ diệu kết giao ở cùng nhau. Buổi tối, Leo hứng thú bừng bừng nằm quịch xuống giường, ngày hôm nay một ngày, đầy đầu đều là Spiderman cái bóng. Peter Parker. Đúng là Spiderman, quá may mắn. Cạch cạch, hai khối kim loại từ ống quần dưới chui ra, tự cảm thấy bay trong rương sắt vụn, không tên vỡ thành mấy khối. Leo vung tay lên, trong phòng trên khung sắt bay ra một khối nhỏ màu bạc cương đi ra, ở hắn trong tay, khối vải này thì độ cứng đủ để đạt đến 500 vật liệu thép, quả thực lại như là một khối đất dẻo cao su bình thường, chỉ chốc lát sau, liền vào thành một người hình khuôn mẫu, sau đó tinh tế điêu khắc lên có điều mấy phút công phu, một cái Spiderman kim loại tiểu nhân mô hình liền làm được rồi. Vô cùng tinh xảo đẹp đẽ, cảm giác bóng loáng thư thích, lại như là rèn đúc đi ra bình thường, thế nhưng gặp càng thêm sinh động đẹp đẽ, này nếu như bán đi, ít nhất phải bán 100 đô la Mỹ. Mở ra giá sách của chính mình, bên trong chứa đầy đủ loại kiểu dáng kim loại tiểu nhân, có không ít là muốn ký đi ra ngoài thương phẩm, còn có một chút thuần túy đều là chính mình kỷ niệm tác phẩm nói thí dụ như cái này Spiderman, còn có mắt một kim loại mô hình. Đóng lại cửa tủ, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại, lúc này, mắt vàng trải qua một ngày nỗ lực giờ khắc này đã tới 49% tiến độ, thế nhưng trên chân hai khối thiết cũng đã hấp thu xong xuôi. Một lần nữa rút ra một khối khối thép, hai tay theo. Đè ở bên trên, lại là vô số kim quang xông ra chậm rãi dung nhập vào leo trong cơ thể, lại vọt tới hai mắt nơi. Từ con ngươi màu đen nơi sâu xa, dĩ nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ điểm sáng màu vàng ống, chậm rãi tráng phóng ra, mãi đến tận tràn ngập toàn bộ nhãn cầu, mở hai mắt ra, dĩ nhiên bỗng dưng bắn ra hai thước ánh sáng, sau đó chậm rãi tiêu tan ra. Khống chế điểm 50. Sức mạnh 7 phòng ngự 6 tốc độ 8 tinh thần 17 kỹ năng Cấp dê kim loại khống chế cấp dê cường hóa thân thể cường hóa Mắt vàng 50% Gia đồng 3%, gân thép, 0%, thiết cốt, 0%. Cùng lúc đó, leo con mắt cũng phát sinh một chút thay đổi, trở về phòng lúc cũng không có mở đèn, bây giờ sắc trời chậm rãi tối sầm xuống, trong phòng đã vô cùng tối tăm, thế nhưng, đối với leo tới nói, vẫn như cũ là có thể thấy rõ ràng, thậm chí so với ban ngày xem càng thêm rõ ràng. Hướng về nhìn ra ngoài, cũng là dường như ban ngày bình thường quan cảnh, đêm đèn đối với leo tới nói, cũng không còn ảnh hưởng. Thế nhưng không chỉ có như vậy, leo hơi trừng, trong mắt mạo xảy ra chút điểm kim quang, chu vi vách tường lại như biến mất không còn tâm hơi bình thường, có thể trực tiếp nhìn thấy trong phòng người. Sát vách khải thúc đang nấu cơm nha, ta vẫn cho là là tinh A-di làm cơm đây. Ồ, cái kia không phải theo ta một tiểu đội tiểu thủy sao? Làm sao ở trên sàn nhà lăn lộn lên? Nha, Ada A-di ở giấu tiền riêng sao? Debbie tỷ tỷ mới vừa về nhà liền làm bài tập nha. Ngạch, Dona Aji bên người ngủ thật giống không phải phai thúc thúc, đáng sợ. Leo chung quanh quan sát chu vi các bạn hàng xóm, mắt vàng mang đến không chỉ là nhìn ban đêm, còn có cường hóa tầm nhìn hiệu quả, liền ngay cả ngoài trăm thước gian phòng đều xem rõ rõ ràng ràng. Đột nhiên sững sờ, đó là, có người ở cầm súng cướp đoạt. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 5 6 tuổi Peter Parker. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ngay ở 200 mét một cái đường phố trong ngõ hẻm, leo rõ ràng xuyên thấu qua ba đống nhà, nhìn thấy người da đen kia tráng hán đem một người tuổi còn trẻ nữ hài bước cho đến ngõ nhỏ nơi sâu xa. Nhìn một chút đồng hồ đeo tay, còn có 15 phút ăn cơm, không có vấn đề. Từ lầu hai nhảy xuống, lòng bàn chân hai khối tấm thép để hắn nhẹ nhàng rơi xuống trong sân sải bước lớn hướng về chỗ cần đến lao nhanh đi, gặp phải cản trở lúc, lại như dưới bàn chân có lò xo bình thường, vô cùng vững vàng nhảy tới, đây là leo luyện 3 năm mới quen thuộc phi hành năng lực. Lại như dẫm ca ma, ta lăn trên cặp kia vang nâng nổi không ngoa như thế. Tuy rằng không thể phi hành rất nhanh, thế nhưng có thể tùy ý lướt qua chướng ngại vật, tốc độ cũng là không chậm, có điều khoảng cách mấy trăm mét, không tới một phút, leo cũng đã đứng ở đầu hẻm mắt vàng cũng là vẫn mở ra trạng thái, nhìn người da đen kia đã thuận lợi đưa nàng túi sách cho cướp đến tay, thế nhưng tự hồ có chút không vừa lòng dáng vẻ, xoa xoa hắc thủ, kha 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 nhìn cô gái kia. Leo vỗ đầu một cái, liền có biết hay chưa đơn giản như vậy. Vừa vặn từ trong nhà mang ra đến rồi một cái kim loại gậy bóng chày, ân, là giót giờ thúc thúc, cho thuận lợi mang ra đến rồi. Liền như thế gánh gậy bóng chày, thoải mái đi vào, nhưng thực hắn mỗi một bước đều là dẫm trên mặt đất mới một cm nơi không trung, bởi vậy, dưới chân không có phát ra bất kỳ cái gì động tiếng vang, lại như là ghost bình thường. Dưới trời chiều bầu trời là ám, trong ngõ hẻm càng là tối tăm vô cùng, cô gái kia có thể thấy rõ đầu hẻm động tĩnh, thế nhưng cái kia giặc cướp có thể không nhìn thấy. Một lòng chỉ có trước mắt cái này mảnh mai tiểu mùi mùi, như là một đầu sói đói nhìn chầm chầm một khối màu mỡ thịt tươi, cầm một cây súng lục, ở trước mặt nàng khoa tay. Không muốn chết lời nói, liền ngoan ngoãn nghe lời, lão tử mới vừa từ trong ngục giam đi ra, ngươi cũng không muốn để ta ở vào đi thôi. Chảy ngùng nước, trực tiếp đem nữ hài váy cho xé rách ra, bắt đầu vuốt nói. Nữ tử vốn tưởng rằng ngày hôm nay liền muốn bàn giao nơi này, cắn chặt môi, không biết là phản kháng vẫn là thuận theo mới được, lúc này lại nhìn thấy đầu hẻm nhìn thấy một bóng người, trong lòng cũng dâng lên một chút hy vọng, nhưng khi nhìn rõ chỉ là một đứa bé lúc, hy vọng cũng một lần nữa biến thành tuyệt vọng. Không ngừng mà đánh ánh mắt, đi mau, đi báo cảnh, đi gọi hắn đại nhân quá đến giúp đỡ. Leo dựng thẳng một ngón tay che ở trước môi, cái này cấm nói tư thế tựa hồ là toàn cầu thông dụng. Ra hiệu nữ tử không muốn lộ ra, không có vài bước liền đi tới người da đen sau lưng. Nữ tử trợn to hai mắt, sợ hãi nhìn Leo, có chút không dám tin tưởng dáng dấp cái này bé trai đã vậy còn quá lớn mật. Giặc cướp tự hồ cũng là nhận ra được không đúng, xoay người quay đầu lại nhìn tới. Đi ngươi. xông tới mặt chính là một cái gậy sắt lớn, trực tiếp gõ đến hắn cái kia lóe sáng trên trán. Băng một tiếng vang giòn, giặc cướp một câu nói đều không có tới cùng nói, gọn gàng nhanh chóng nằm xuống, súng trong tay cũng rơi vào một bên. Lúc này, tỷ tỷ kia mới dám đứng lên đến, kéo kéo váy, nhưng là một cái rất lớn lỗ hổng căn bản là không có cách che đậy trụ bắp đùi rễ. Cái, có chút dáng vẻ quẩn bách. Leo cũng mới nhìn rõ tỉ tỉ khuôn mặt, dì mây. Một mặt hoảng loạn dì mây cũng tỉnh táo lại, lợi, leo. Tại sao là ngươi? Ta, không phải, ngươi, dì mây, ngươi làm sao bị ngăn chặn? Leo cũng là có chút bối rối, vốn là muốn là không nhận ra người nào hết người, từ đây giang hồ hữu duyên gặp lại, cái nào muốn dĩ nhiên cứu cái người quen leo, ta vốn là muốn đi tìm Jenny tỷ, quá trên đường tới, liền bị hắn cho nhìn chầm chầm, đúng là quá đáng ghét. Nói, may mạnh mẽ đạp người da đen một cước. Người da đen nhúc nhích mấy lần, tự hồ có muốn tỉnh táo dấu hiệu. Leo lại là một gậy gõ xuống đi, băng, triệt để gõ tắt lửa. Dì mây, đi thôi, chung quanh đây có thể không an toàn, buổi tối có thể tốt nhất không nên ra khỏi cửa. E, được rồi, Ta nghĩ ta muốn mau mau đi đổi một bộ quần áo. Dì May cũng là lôi kéo váy, từ trên mặt đất nhặt lên túi của mình, theo leo rời đi đất thị phi này. Đi đầu đi ở phía trước leo ngón tay khẽ động, yên tĩnh nằm trên đất súng lục lập tức liền cắt thành mấy đoạn, viên đạn cũng là biến thành từng cái từng cái đồng hạt châu. Cho tới người da đen này. Từ đây, quận Quynh bên trong có thêm một cái đầu trên có cái trống lớn bao kẻ ngu si người vô gia cư. Trên đường, dì May hỏi. Leo, ngươi, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở cái kia hẻo lánh trong ngõ hẻm? Dì May, ta chính là, tùy tiện đi dạo, đúng, tùy tiện đi dạo mà thôi, đúng rồi, Jenny thẩm thẩm buổi tối vẫn ở đàm luận ngươi đây, không nghĩ tới nhà ngươi liền ở tại cái kia tòa nhà bên trong, chúng ta cách rất gần mà. Leo vội vàng nói sang chuyện khác. Ai, một lời khó nói hết, Peter cha mẹ, ai, chờ sau đó nói sau đi. Dì May tự hồ cũng là ở khổ não chuyện này đến đến nhà bên trong, Jenny thẩm thẩm cũng là không nghĩ tới gì May sẽ đến, vô cùng bất ngờ, liền mời May cùng nhau ăn cơm. Ở trên bàn ăn, May lại nói ra một cái khác tất cả mọi người đều khiếp sợ sự tình. Peter cha mẹ đều là CIA, thường thường làm nhiệm vụ, vì lẽ đó thường thường đem Peter đặt ở nhà ta, thế nhưng mấy ngày trước, CIA truyền tin tức, trong một lần nhiệm vụ, bọn họ, bọn họ đều hy sinh. May vành mắt một hồi liền đỏ lên, vì lẽ đó, Jenny tỷ, ta có chút không biết nên làm gì, cha mẹ ta đều mất sớm, hiện tại ngay cả ta tối ca ca thân ái đều đi rồi. May Parker vô cùng bi thương nói ra tin tức này, cùng Jenny ôm nhau mà khóc, vô cùng bi thống. Giót giờ cùng leo ở một bên cũng có chút không biết làm sao, đã mất đi tất cả may thực sự là không có chỗ phát tiết, lại không thể nói cho 6 tuổi Peter cái này sự thật tàn khốc, hiện tại mới chỉ có 26 tuổi gì may không thể làm gì khác hơn là hướng về cái công ty này bên trong vẫn là đại tỷ tỷ nhân vật Jenny đến khóc tố. Leo cũng là một hồi trầm mặt lên, vội vã ăn vài miếng cơm, trở lại trong phòng của mình, nằm xuống. Trước đây chứng kiến điện ảnh, chỉ là toàn bộ thế giới một tiểu phần nhỏ, thế nhưng làm chính mình thật sự đến nơi này, đối mặt chính là một cái người chân thật, tiếp xúc cũng là càng nhiều, hiểu rõ cũng là càng nhiều. Nơi này Peter cũng không phải Toby Maguire đóng vai Spider-Man ba bộ khúc bên trong cái kia một cái, cũng không phải Andrew Garfield Amazing Spider-Man, mà là một cái không có ben thúc thúc, không có năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, một câu cẩn ngôn báo cho Peter Parker. Thế nhưng ở Captain America 3 bên trong, hắn nhưng đối với lần thứ nhất gặp mặt Tony Stark kể ra như vậy lời nói. Nếu như ta nắm giữ sức mạnh, mà ta nhưng không đi làm bất cứ chuyện gì, cái kia phát sinh bất kỳ không tốt sự đều có trách nhiệm của ta. Một câu nói này không chỉ có nói rằng ai ẩn mang tâm khảm bên trong, cũng sâu sắc đâm vào leo trong lòng, cái này cũng là vì sao leo ở nắm giữ sức mạnh sau đó, gặp chung quanh đi hướng về những người phiền phức địa một trong những nguyên nhân. Tony cùng Peter như thế, cùng hắn siêu anh hùng không giống. Spider-Man cùng Iron Man nguyên bản hoàn toàn có thể lựa chọn làm một cái bình thường người. Iron Man ở trở thành Iron Man trước, chưa bao giờ nghĩ tới muốn cứu vớt thế giới lại như hiện tại tony stark chỉ là một cái thuần túy kinh doanh súng đạn người mà peter cũng có thể lựa chọn ẩn dấu thực lực làm một người bình thường thậm chí là lợi dụng siêu năng lực làm một cái không làm mà hưởng người đều có thể thế nhưng bọn họ đều không có lựa chọn làm một người bình thường mặc kệ thu được siêu năng lực là ngẫu nhiên vẫn là tất nhiên bọn họ đều không có ẩn dấu không có tác dụng tới làm chính mình thu hoạch chuyện lợi mà là lựa chọn làm một vị anh hùng chuyện nên làm nghĩ hậu thế bên trong cái kia mới 15 tuổi liền muốn đối mặt Thanos cố gắng thiếu niên, từng là chính mình yêu nhất siêu anh hùng một trong, leo trên mặt cũng là cười nhạt. Peter, ta sẽ trợ giúp ngươi trưởng thành, sau này, ta sẽ không để cho ngươi một thân một mình đi đối mặt kẻ địch. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 6 Toàn kim loại mô hình Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Đùng nhẹ nhàng một cái búng tay, trong phòng đèn sáng lên, Leo ngồi ở trước bàn máy vi tính, nhìn nhị thứ nguyên mô hình trong đám những người tin tức. Leo, ta có một người bạn muốn một cái Gundam mô hình, có biện pháp nào hay không? Cây, ngươi cũng quá không tin tưởng Leo đi, làm mô hình cũng không phải một cái hai cái, nói thẳng không là được. Đúng rồi, Leo kỹ thuật là ta đã thấy tốt nhất, Cây, ngươi cũng không phải lần đầu tiên, làm sao sẽ hỏi ngu như vậy vấn đề? Ai nha, chờ ta nói mà, lần này nhưng là phải một cái đại gia hỏa. Người bạn này gần nhất đột nhiên liền mê mẩn Mobile Suit Gundam, hơn nữa hắn cũng có tiền, muốn một cái đại toàn kim loại mô hình, nói muốn đặt ở hắn tư nhân thu gom trong biệt thự. Này này, cây, ngươi còn nhận thức như vậy nhà giàu nha. Cây, chúng ta làm bằng hữu đi. Trơ mắt nhìn trong đám đề tài dần dần biến sai lệch, cai hắn muốn bao lớn. Leo cũng trực tiếp ở trong đám hồi phục đến leo đi ra nha. Leo đại đại, thu đồ để sao? Leo, cuối tuần có cái offline hội gặp mặt, đi ra vui đùa một chút chứ, ta chi trả sở hữu chi phí. Leo, người. Leo vừa online, nổ ra không ít người, lập tức đem tất cả mọi người quan tâm lực đều hấp dẫn đến trên người hắn, cái này quần viên chỉ có chừng 20 người, trên căn bản đều là mô hình giới hai đạo con buôn, còn có mấy cái có tiền kim loại mô hình người đam mê, thế nhưng bọn họ trên căn bản đều rất ít nổi bong bóng mọi người yên lặng một chút nếu không ta trực tiếp đem người bạn kia kéo vào được thế nào leo có thể nha xem ra đúng là một cái đơn đặt hàng lớn ngươi cũng không dám báo giá kha kha cay leo cười trả lời một câu không đến bao lâu một người tên là harry tên người tiếng vào group chat hoan nghênh hoan nghênh hoan nghênh đại lão gia nhập đại lão được trong đám người đều là một đám người tin, dựa vào chính là những người có tiền này, đương nhiên vừa xuất hiện đều là điên cuồng lấy lòng, bất luận làm sao, hỗn cái nhìn quen mắt cũng là tốt, vạn nhất sau đó có cơ hội đụng tới đây. Cai nhưng là sẽ không tùy tiện đùa giỡn, liên quan với tiền tài phương diện, mọi người cũng đều là rõ ràng trong lòng, ở vấn đề này trên chơi lớn nhà, trừ phi hắn là không muốn lăn lộn. Nghe Cai nói nơi này có một cao thủ, làm mô hình rất lợi hại, có thật không? Đương nhiên, leo có thể là phi thường lợi hại, sản xuất hơn 100 cái không giống kim loại mô hình, mỗi một cái đều là kinh điển, trong vòng giá cả đã lộn mấy vòng, Harry, leo là gặp mô hình làm người tốt nhất, giá cả cũng vô cùng công đạo, cũng còn tốt sản lượng không có rất nhiều, không phải vậy hắn mô hình nhà sản xuất liền không cơm ăn, Harry, Harry, cái này trong đám trên căn bản là toàn bộ New York sở hữu mô hình tinh anh nơi tụ tập, có yêu cầu bất cứ lúc nào tìm chúng ta. Chỉ cần có tiền, không giới hạn ở mô hình nha. Leo nhìn náo nhiệt trong đám tin tức, cười lắc lắc đầu, Harry, người muốn cái ra sao thức mô hình, có điều ta nói trước một tiếng, vượt qua cao một mét toàn kim loại mô hình cũng đã rất lớn, đến muốn xe vận tải tới kéo, có đúng không, ta muốn một cái cao hơn ta. Harry ở trong đám hồi phục đến. Một người cao toàn kim loại được với nghìn cân trọng lượng, người suy nghĩ kỹ càng, muốn không làm thành bên trong là gỗ, bên ngoài mạ vàng đi có người khuyên đến không ta muốn toàn kim loại ta muốn một cái một mét khối cao leo toàn kim loại sao một mét khối giá cả có thể không rẻ người lớn bao nhiêu nha harry chỉ có leo một người dám hỏi như vậy nói bao nhiêu tiền ta tám tuổi đã leo trong nháy mắt có chút không nói gì lên tám tuổi thằng nhóc muốn một cái một mét khối cao toàn kim loại mô hình là đang nói đùa sao? Cai. Leo, ngạch, hắn trả nổi. Cây mau mau trả lời. Bao nhiêu tiền à, Leo đại khái, 5 vạn đô la Mỹ, Harry, Leo suy nghĩ một chút, tính cả cho cây 5 ngàn trích phần trăm, dựa theo thị trường cho một hợp lý giá cả. Nhà, ta còn tưởng rằng muốn 10 vạn trở lên đây, suýt chút nữa cho rằng ta tiền tiêu vặt không đủ, 5 vạn cũng không mắc nha. Lúc nào có thể làm tốt? Harry ung dung nói rằng. Liên tiếp dấu chấm than xong ra, đây chính là người có tiền thế giới sao, 5 vạn đô la Mỹ cũng chỉ là một cái 8 tuổi đứa nhỏ tiền tiêu vặt mà đã xong à. Leo cũng là bị sợ hết hồn, thế nhưng vẫn bình tĩnh nói, được, trước tiên cho một nửa tiền đặt cọc cho cai, sau đó đem ngươi muốn mô hình hình thức phân phát ta là có thể, ta trước tiên đi làm một ít chuẩn bị. Nói xong, đẩy ra máy vi tính, liếc mắt nhìn trong phòng trên giá còn lại không có mấy gậy sắt, xoay người hướng về gara đi đến. Nơi đó chính là phòng làm việc của hắn, là Jenny cùng giót dết ý cho Leo thu dọn đi ra. Dì May đã bị Jenny thẩm thẩm cho đưa trở về, cũng chỉ cách hai con đường, có điều mười mấy phút lộ trình mà thôi. Leo một người đi vào trong nhà để xe, tiện tay đóng lại cửa lớn, liền trở thành một cái phòng không gian kín, cũng là Leo thích nhất một cái trạng thái, nơi này tất cả bố trí đều là chính mình một người quyết định, sáng sủa bóng đèn, Chu Vi còn có vô số kim loại linh kiện, cho hắn rất lớn cảm giác an toàn. Ngồi lên rồi chính mình công tác ghế tựa, tiện tay đưa tới mấy khối màu bạc khối kim loại, bay đến trên bàn làm việc. Lần trước ở Manhattan một trận chiến, sở hữu đau đều đã quên thu hồi lại, lại đến một lần nữa chế tác. Leo hai tay lại như nắm cục tẩy bình thường, rất nhanh, lại có ba thanh tranh lượng phi đao xuất hiện trước mặt, cầm lấy đến tiện tay khoa tay một phen. Cảm thán một tiếng, phổ thông kim loại vẫn không được nha đối phó người bình thường vẫn được thế nhưng đối phó abomitino những nhân vật này liền phòng ngự đều phá không được nhưng là cao cấp kim loại cũng không lấy được nếu không lại đi quân đội nơi đó nhìn tiện tay ném một cái ba thanh phi đao tự động bay trở về đến trên bắp chân vỏ đao bên trong kim loại tia kim loại côn còn có khớp xương bảo vệ trang bị leo từng cái từng cái chỉ ra trước mắt kim loại liền như vậy nhanh chóng biến hóa lên một khối nhỏ kim loại liền ở đây sau một phút bên trong, biến thành một quyển đường kính có điều một cm kim loại tia nhỏ, bay vào leo bên hông trong túi tiền. Bên trong một khối kim loại biến thành hai cái có điều một cm thô kim loại côn, kể cả một bên mấy cái phụ trợ khí đồng thời bỏ qua một bên. Leo còn đang không ngừng oán giận, thật muốn biết Adamati mùi vị, còn có Vibranimu, có cơ hội nhất định phải đi Wakanda đi nhìn một cái, nơi đó nhất định rất tuyệt. Nói, đối với những người kim loại lại có chút chảy nước miếng lên. Thực leo cũng rõ ràng, mình bây giờ, 50 điểm lực trưởng khống, đã đối với phần lớn kim loại đều có tuyệt đối khống chế. Thế nhưng đối với những người càng cao cấp kim loại tới nói, hiện tại chính là thả ở trước mặt của hắn, cũng không nhất định có thể hoàn toàn khống chế lại, khiến biến hình. Nói, leo ánh mắt sáng lên, đi đến chính mình nhà kho nhỏ trước mặt, từ thấp nhất rút ra một cái cái hộp nhỏ, bên trong có một khối có điều đường kính 5cm to nhỏ khối kim loại, nhưng là thiểm phát sáng. Vàng Titanium Lần trước một cái phổ thông xe cộ từ leo bên người trải qua, hắn lập tức cũng cảm giác được bên trong có hơn 100 khối như vậy cao chất lượng kim loại, ngụm nước chảy ròng leo lén lút theo một đường, rốt cục tại hạ xe vận chuyển thời điểm, dẫn ra ba khối vàng Titanium đi ra. Bên trong biến thành hai ngọn phi đao đã hiến cho Abomitino, không thấy bóng dáng, thế nhưng lần này cũng không chuẩn bị đem khối này kim loại cho làm thành công cụ. Nếu không, thử xem năng lực mới đi, ta phòng ngự thực sự quá yếu, vạn nhất ngày nào đó không có chăm sóc đến, một viên băng đạn đều có khả năng giải quyết ta. Leo xem trong tay lóe sáng kim loại, trong mắt ở sáng lên lấp lóa. Hai tay đem vàng titanium cho lông cùng nhau, trực tiếp bắt đầu hấp cất đi, một luồng kỳ diệu năng lượng từ trong đầu chảy ra, hội tụ vàng titanium tản mát ra hào quang màu vàng một tầng kỳ diệu màn ánh sáng bám vào leo da dẻ bên trên, chậm rãi rót vào đến bên trong. Cường hóa Mắt vàng, 54%, da đồng, 4%, gân thép, 0%, thiết cốt, 0%. Bên trong da đồng cái kia một hạng, bắt đầu chậm chậm tăng trưởng lên, 5%, 6%. 7% vẫn cao lên tới 8% khắp toàn thân kim quang dần dần thu lại lên, mà trong tay ti chấp khối kim loại, cũng biến thành luôn mờ ảm đạm, thể tích cũng thu nhỏ lại một phần, ném tới rác rưởi trong rương, dĩ nhiên trực tiếp vỡ thành bảy, tám khối, nơi nào còn có chút kim loại dáng vẻ. Nặng nặng khuôn mặt nhỏ của chính mình trứng, cảm giác tự hồ càng cứng rắn một chút đây. Len Ken, trên bàn điện thoại di động vừa vang, một cái là ngân hàng tới sổ 25,000 đô la Mỹ tin tức nhắc nhở, còn có một tấm đẹp trai cầm súng lên đến hình ảnh. Leo, tiền đều chuyển ngươi, lần này ta đánh ba ngàn là được, đúng rồi, lần này người mua nhưng là Osborne tập đoàn con trai của chủ tịch, ta cũng là thật vất vả mới liên lụy đường dây này, đừng nha làm hỏng, xin nhờ. Nhìn cây phát tới tin tức, cười cợt, lắc lắc cổ tay, một mét khối. Xem ra tối hôm nay muốn hao chút công phu. Cái gì? Người nói học sinh bài tập ở nhà. Đừng đùa, lớp 4 còn ở học con số phép cộng trừ, cũng chỉ có United States mới có thể làm đến đi. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 7 Kim loại khởi nguồn Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Hai giờ sau, một vị lóe sáng lượng một mét khối năm cao lên đến mô hình liền hoàn thành rồi, đứng vững ở gara trung ương, ép trên mặt đất đều xuất hiện từng tia từng tia vết trách. Lạnh lẽo khung máy móc đứng sừng sững, chu vi quay chung quanh từng cái từng cái máy móc linh kiện, tay nắm một thanh đoạn thương trên lưng vác lấy hai đôi to lớn cánh tràn ngập máy móc cảm cùng tinh vi cảm dù cho là một cái nho nhỏ ống xả khổng đều cho tinh điêu tế trác đi ra mỗi một đạo vết trầy góc cạnh đều tràn ngập cảm xúc lấy ra đặc biệt vì làm mô hình mà chuẩn bị đi ra kim loại màu đồ tần vì là này đài thuần bạc bề ngoại trên làm cuối cùng tân trang leo vỗ tay một cái rốt cục quyết định thuận lời dơ lên điện thoại phát ra ngoài một cái tin tức cây cái này mô hình đại khái cần 10 ngày thời gian, sau 10 ngày thả chỗ cũ, ta liền không cùng Harry liên hệ. cái lập tức hồi phục đến, được rồi, cảm tạ leo, sau đó có nhu cầu gì công ta? Ừ. Nhẹ nhàng khoát tay, toàn bộ mô hình mang theo dưới đáy chi tòa đồng thời phù lên, đầy đủ 7, 800 cân trọng lượng, cho tùy ý đặt ở một góc bên trong, che lên một tầng miếng vải đen. Được rồi, nhiệm vụ hoàn thành, trở về phòng nhấc chân hướng về lầu hai bên trong gian phòng đi đến, phía sau theo 12 cây nặng 20 cân kim loại gậy sắt, cùng với làm tốt trang bị. Liếc mắt nhìn, xác định thúc thúc thẩm thẩm đều trở về phòng đi ngủ, mới đi ra. Xem ra gần nhất gậy kim loại tiêu hao có chút nhiều, muốn đi bổ sung một ít. Leo trong lòng nghĩ, về đi đến trong phòng. Gậy kim loại tự nhiên là đặt ở bên cạnh, đồng thời, trang đồ ăn hộp sắt bên trong cũng phi đi, lại bắt đầu hồ cật hải tắt lên thực leo thật sự rất đáng thương chỉ có đồ ăn xẹt qua dạ dày thời điểm mới có thể cảm giác được vui vẻ sẽ không có lĩnh hội quá dạ dày phong phú cảm giác mỗi lần không tới một phút trong bụng liền hết rồi chỉ có trong đầu năng lượng mới có thể biểu thị hắn ăn qua những đám đồ ăn này xoa xoa vẫn đói bụng bụng nhỏ đem rương trống cho thả lại ngăn tủ trên xem ra đồ ăn cũng cần bổ sung một hồi cũng còn tốt lại có một khoản tiền không phải vậy tiền thật sự không nhất định đủ đây leo an vị trong đất bản bên trên, chu vi kim loại vây quanh ở bên cạnh hắn, nhắm mắt lại một khắc đó, cả phòng cũng đã biến đen kịt một màu. Bừng tỉnh trong lúc đó, ở gian phòng trung gian nơi, điểm điểm kim quang từ quanh thân khối kim loại bên trong sông ra, tràn vào đến leo thân thể bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua quá khứ, một đêm trôi qua, leo bên người cây thứ chín gậy kim loại nổ ra vô số vết nước. Làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi ở trên người hắn, mở hai mắt ra, con ngươi màu vàng ống ánh sáng chậm rãi tiêu tan ra, đứng dậy đem còn lại ba cái gậy kim loại đặt ở một bên trên giá. Mà phía sau 9 cái có vết trách kim loại, nhưng là tự động bay đến tầng thấp nhất trát rưỡi trong rương, dồn dập cắt thành mấy đoạn. Hoạt động một chút gân cốt, chuẩn bị xuống lầu ăn điểm tâm, trong đầu thuộc tính, sản sinh biến hóa mới. Khống chế điểm 51. Sức mạnh 7 phòng ngự 6 tốc độ 8 tinh thần 17 kỹ năng cấp dây kim loại khống chế cấp dê cường hóa thân thể cường hóa. Mắt vàng, 64%, da đồng, 10%, gân thép, 0%, thiết cốt, 0%. Vẫn là giót giờ thúc thúc mang theo leo đi học, thuận lợi đứng ở dì mây nhà dưới lầu, một lát sau, dì mây đem Peter ôm đi tới. Trên xe, dì mây hóa tinh xảo trang dung, tự hồ chưa từng xảy ra gì cả dáng vẻ, mang theo Peter hài lòng cười nói, Peter, đây là leo ca ca, sau đó liền để ca ca cùng ngươi đến trường có được hay không? Nhỏ gầy trắng nõn Peter, có chút ngạc nhiên nhìn cái này cùng chính mình gần như cao ca ca, trừng mắt hai mắt thật to, cười gật đầu nói, ừ, leo nhìn một chút thân cao có một m một cao Peter, có chút lúng túng, chính mình thật giống liền so với Peter cao 10cm dáng dấp. Thế nhưng vẫn là sờ sờ Peter đầu, mang theo hắn cùng đi học. Sau khi tan học, Leo đem Peter cho đưa lên về nhà xe buýt trường học, vì may gặp ở dưới lầu tiếp hắn, mà chính mình nhưng lén lút trốn, ngồi xe đi đến Brooklyn cùng quận Quyên chỗ giao giới. Nơi này có một cái nho nhỏ nhà kho, là cây bọn họ gửi kim loại một cái kho hàng nhỏ, cũng là đặc biệt vì leo chuẩn bị kim loại nguyên liệu địa phương. Nhắm mắt kiểm tra một chút, xác định bốn phía không có bất kỳ kim loại chế tạo kỳ quái chế phẩm, an tâm đi vào. Nhìn trong kho hàng đầy đủ mười mấy tấn các loại kim loại nguyên liệu, hài lòng cười cực bởi vì này cho hắn rất lớn thuận tiện, lúc trước vì thu được kim loại, phải đến Staten đảo bên kia nắm nguồn cung cấp, hiện tại, nơi này cách nhà của chính mình cũng có điều chỉ có 5 km khoảng cách. Nhất theo một cái tràn đầy loại nhỏ vali sách tay, bên trong đầy đủ chứa 500 cân kim loại nguyên liệu, nếu như không có leo cố ý khống chế, cái cái rương này khẳng định không chịu đựng nổi như vậy trọng lượng. Leo liền cẩn thận như vậy cẩn thận, mang theo cái rương, liên lụy xe buýt về nhà dọc theo đường đi đều sẽ cái rương cho hơi trôi nổi trên mặt đất, đối với 51 điểm lực trưởng khống hắn tới nói, vô cùng dễ dàng. Về đến nhà bên trong, cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Thành công trở về một nhóm cao chất lượng vật liệu thép, xa so với giót giờ thúc thúc ở trên mạng định ra phổ thông khối thép tốt hơn không ít, cũng có thể thoáng tăng lên leo tốc độ tu luyện. Trên điện thoại di động cùng cây phát ra một cái tin cây, ta đi trong kho hàng cầm 500 cân vật liệu, nói với ngươi một tiếng ha không có chuyện gì, không đủ nói với ta, đúng rồi, Leo, người biết ngày hôm trước mang hà tăng cái kia hai cái quái thú sự kiện sao? Đương nhiên, đều đăng báo, làm sao? Leo hơi nghi hoặc một chút, ta có cái tin tức ngầm, cảnh sát ở hiện trường phát hiện một thanh vàng titanium phi đao, vậy cũng là chế tạo vệ tinh kim loại nha, dĩ nhiên xuất hiện ở hiện trường, hiện đang khắp nơi đều ở tra chuyện này. Nghe nói thật giống cấp trên đều có người hạ xuống tra xét. Cho nên ngạch, không có chuyện gì, chính là nói cho ngươi một tiếng, có điều leo, ngươi thao túng kim loại năng lực lợi hại như vậy, không biết cùng cây đao kia có hay không có quan hệ gì. Cây lơ đãng hỏi. Không biết, ta mới biết chuyện này, cái kia cái gì kim loại là bị trộm sao? Coi như cho ta, ta cũng đánh bóng không được đi. Cũng là, hành, leo, mô hình sự liền xin nhờ ngươi, ta trước tiên bận biểu. Hừm, bi bi. Leo gõ xuống mấy chữ này, ánh mắt nhưng nghiêm túc lên. Cũng còn tốt ta đúng lúc trời đi hiện trường, đồng thời cũng làm tốt bí mật biện pháp, không phải vậy ta khả năng cũng sẽ bị phát hiện đi. Cách xa ở Staten đảo một cái phòng dưới đất bên trong, chu vi xếp đầy đủ loại kiểu dáng kim loại mô hình, một cái tráng hán da trắng đi vào, cầm lấy đặt tại trung ương nhất cái kia 20cm cao tinh tế kim loại tiểu nhân đem bắt đầu chơi. Leo tay nghề đúng là nhất tuyệt, tự nhiên mà thành bình thường, có điều lo lão đại làm sao sẽ quan tâm vấn đề này trên một nhóm hàng hóa đúng là ở quận Quynh Thất lạc mấy khối kết quả còn để chúng ta đến hỏi thăm tin tức này quên đi vẫn là nói không biết đi cầm điện thoại di động lên cho Ulis Kloro gọi điện thoại lão đại ta chính là chơi chút phổ thông kim loại mô hình mà thôi vậy có cái này con đường nha hay là hỏi một chút người khác đi ta thật không biết vàng titanium làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đó Fucca hiện tại được rồi, liền FBI đều nhìn chầm chầm khối này kim loại, xiết công ty đường dây này không làm được muốn cắt đi, FUSK gầm lên giận dữ từ trong điện thoại truyền ra. Nói xong trực tiếp hung mảnh nõm rồi điện thoại. Tráng hán da trắng cũng là sờ sờ đầu, bán Vibranimu không phải rất tốt sao? Còn làm hắn, thật không hiểu nổi lão đại. Trong tay vẫn lau chùi mô hình, trong miệng còn nhắc tới, leo, ta nhất định phải thấy ngươi một mặt. Ngươi kỹ thuật, rất mê người a. À. Trong mắt lóe ra một tia máu tanh. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 8 Phá vọng kim mâu Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Leo bình tĩnh lại Lần trước gặp phải vàng Titanium là một chiếc ngoại hình phổ thông xe vang Bên trong nhưng vận tải nhiều như vậy cao chất lượng kim loại Đứng ở quận Quynh với đảo Staten giao giới biên giới nơi đó có một cái loại nhỏ nhà xưởng, thế nhưng, leo căng thẳng chỉ là cầm ba khối kim loại liền vội vàng rời đi. Mới vừa cây dĩ nhiên sẽ hỏi vấn đề này tới thăm dò ta, lẽ nào hắn cùng những kim loại này có quan hệ sao? Ném xuống trên tay gậy kim loại, nhìn có điều tăng lên 2% mắt vàng cường hóa. Nếu như cây thật sự có vàng titanium cũng được, những này vật liệu thép tăng lên tốc độ cũng quá chậm, xem bộ dáng này, dù cho toàn lực tăng lên mắt vàng cũng phải thời gian 15 ngày đây. Vẫy vẫy đầu, khả năng là bởi vì hút nguyên nhân, trên đường cảnh sát tuần tra cường độ lớn hơn không ít, xem ra ta có thể khỏe mạnh tu luyện một hồi, mau mau lớn lên đi. Vóc dáng nhỏ quá khó tiếp thu rồi. Ăn xong cơm tối, bắt đầu tiếp tục tu luyện lên. Bình tĩnh ban đêm, 6 tuổi Peter Parker còn ở trên ghế sofa nhìn phim hoạt hình. Giót giờ thúc thúc đang xem bóng chày thi đấu, Jenny thẩm thẩm ở một bên quét tước vệ sinh mà Tony Stark liếc mắt nhìn tin tức, say khước lại tiện tay mở ra một bình rượu đỏ, và viết, ngươi tỉnh sao? Bất cứ lúc nào vì là ngại ra sức, tiên sinh. Ta muốn thành lập một cái tân hạng một cặp văn kiện. Tác dẫn liền gọi. Jericho đạn đạo. Nửa tháng sau, Leo đã cùng Peter cấp tốc quen thuộc lên, ở đồng nhất tiểu học bên trong, Leo thành sợ người là Peter duy nhất đồng bọn. Tuy rằng hiện tại Peter Parker còn chưa là Spider-Man, nhưng vẫn như cũ là một cái làm người ta yêu thích tiểu hài tử, đối với con số vô cùng mẫn cảm, liền ngay cả Jenny thẩm thẩm cũng khen, tiểu Peter so với Leo trước đây còn muốn thông minh. Leo bản còn có chút không phục, thế nhưng sờ sờ đầu, là hống, Peter tơ nhận vẫn là chính hắn phát minh, ta thật giống thật sự không hắn thông minh e. Ngoại trừ quan hệ của hai người tiến triển, Leo con mắt ở một đoạn này thời kỳ, cũng là càng ngày càng sáng, này vẫn là giót giờ thúc thúc đưa ra nghi vấn. đứng ở trước gương, nhìn mình lấp lánh có thần con ngươi màu đen, lại như hai viên ôn hòa trân châu đen bình thường, không ngừng mà tỏa ra nhàn nhạt ánh vàng. liếc mắt nhìn cường hóa trình độ đã 99 mắt vàng, leo mở trừng hai mắt, con ngươi ánh vàng sáng lên. hai cột kim quang từ trong mắt bắn đi ra, thẳng tắp nhằm phía tấm gương. một phần kim quang phản xạ đến leo trên người chính mình không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng kim quang tiếp xúc đến mặt kính, nhưng là cấp tốc biến mờ đi. Một đạo không tên dấu vết xuất hiện, chậm đã chậm khuếch tán ra đến, chỉ chốc lát sau, nhiễm phải hơn một nửa cái kính thân. Mắt nhắm lại, kim quang đầu nguồn biến mất rồi, dấu vết cũng định chỉ lan tràn, chờ leo lần thứ hai mở hai mắt ra lúc, con mắt khôi phục thành nguyên dạng. Giờ khắc này, trước mắt tấm gương nhưng là có hơn một nửa đều biến thành kim loại bản đồng thời cùng còn lại mặt kính chặt chẽ tiếp hợp lại cùng nhau. ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, xác định là trên thị trường đại chúng nhất tấm sắt sau, leo suy tư một chút. yên lặng móc ra điện thoại di động, đặt hàng mua một mặt gương trang điểm. thuận tiện đem tấm gương cho phá đi, vậy thì tối hôm nay hoàn thành mắt vàng cường hóa đi. ăn xong nguyên hộp đức phù sô cô la, lau miệng, ông hòa nhã nhặn ngồi xuống, dồi dào năng lượng quay chung quanh ở leo đầu óc bên trên cảm thụ trong dạ dày cấp tốc biến mất sô-cô-la, không khỏi liếm môi một cái. Cầm lấy hai cái gậy kim loại ở trong tay, nhắm hai mắt lại, cảm thụ kim loại sức mạnh. Điểm điểm kim quang lần thứ hai xông ra, dung nhập vào leo thân thể bên trong, tùy tùng ý nghĩ, vọt tới hai mắt bên trên. Kim quang đâm vào, mà trong mắt trước kia tích lũy sức mạnh cũng toàn bộ đều dâng lên, trực tiếp đem toàn bộ nhãn cầu đều cho nhuộm đẫm thành màu vàng leo cảm giác được trong đầu năng lượng đều dâng trào ra ngoài, con mắt lại như một viên khô cạn bọt biển bình thường, không đủ dư lực hấp thụ tích góp năng lượng. Trong tay gậy kim loại bắt đầu dần dần xuất hiện một tia vết trách, màu sắc cũng là càng thêm lờ mờ lên. Xoạt xoạt một tiếng vang nhỏ, hai cái gậy kim loại đồng thời gãy vỡ ra, rơi xuống ở thảm trên. Hai đạo chói mắt kim quang cũng bắn đi ra, đem cả phòng chiếu sáng rực. Khống chế điểm. 52, sức mạnh 7 phòng ngự 7 tốc độ 8 tinh thần 19, kỹ năng. Cấp dây kim loại khống chế cấp dây cường hóa thân thể, cường hóa. Mắt vàng, 100% da đồng, 11% gân thép, 0% thiết cốt, 0%. Diễn sinh kỹ. Phá vọng kim mâu, không bị bất kỳ năng lực đầu độc, nhìn thấu tất cả ảo ảnh, tăng cường thị giác sức quan sát, kim loại hóa vật thể, kim quan đột nhiên tiêu tan, liền trong nháy mắt Leo ánh mắt khôi phục thành bình thường dáng dấp. Thế nhưng ở đen kịt chỗ sâu trong con ngươi, ẩn giấu đi một viên nho nhỏ kim điểm. Giữa đêm khuya này nho nhỏ ánh sáng động tĩnh không có gây nên bất luận một ai quan tâm, lại như là trong phòng có người mở đèn rồi lập tức kéo lên. Chỉ có leo nở nụ cười, tăng cường hai điểm lực lượng tinh thần để hắn xem thế giới này đều không giống nhau, trên căn bản hai lần với sức mạnh tinh thần của người thường, để leo có chút quá độ hưng phấn lên trong lòng đọc thầm một câu, phá vọng kim mâu trong mắt hai điểm kim quang nổ tung, đem con ngươi cho nhuộm thành màu vàng ống, chất chứa một loại kỳ quái ánh sáng. Bốn phía nhìn tới, hơi suy nghĩ, sở hữu phòng ốc vách tường biến mất sạch sành xanh, có thể thấy rõ chu vi mấy trăm mét bên trong tất cả mọi người bóng người, thậm chí sẽ tự động đánh dấu ra cơ thể sống đặc thù đi ra. Có thể xuyên thấu qua y phục của chính mình nhìn thấy chính mình da dẻ, ánh mắt hơi ngưng lại, liền ngay cả da dẻ cũng biến mất rồi, thấy rõ ràng da dưới bộ phận cơ thịt, huyết dịch lưu động, càng là có thể rõ ràng nhìn rõ ràng chính mình bạch cốt, kinh lạc. Chấp chấp hai mắt, tức khắc khôi phục bình thường, leo bưng nhịp tim đập loạn cao cao, có chút kích thích nha. Cầm lấy một cái ly sứ, suy nghĩ trong lòng, trong mắt bắn ra một vệt kim quang đi ra, hội tụ ở chén trên người. Không tới hai giây, chờ kim quang thu lại lên, trong tay phim hoạt hình ly sứ, đã biến thành một cái kim loại cái chén tay phải hư nắm một hồi, chén thân liền có thể phát sinh bẻ công, đúng là kim loại, có thể điều khiển kim loại. Thế nhưng, cẩn thận cảm giác một hồi, loại vật liệu này quá phổ thông đi, so với mua trên mạng còn muốn thấp kém một điểm, đối với leo tới nói, không có tác dụng gì, liền cho khôi phục thành nguyên dạng, duỗi ra một đầu ngón tay hơi điểm nhẹ, một trận gần sóng kỳ dị dưới, cái chén lại khôi phục thành trước kia trạng thái. Đi đến kim loại hóa trước gương, nhưng không cách nào đem cho khôi phục thành nguyên trạng. Nguyên lai like vượt qua 3 phút, kim loại hóa liền cũng không còn cách nào khôi phục. Chuẩn xác đo lường ra chính mình kỹ năng mới, leo trước kia có chút quệ oải tinh thần lại phấn chấn lên. Tiếp tục tu luyện. Tiện tay lấy ra mấy cây gậy kim loại đến, đen kịp trong phòng, xuất hiện lần nữa điểm điểm kim quang Cây nhìn trên xe vận tải cao hơn một mét lên đến mô hình, hai tay run rẩy sờ soạn đi đến, vút bóng loáng mà cường tráng kim loại đường nét, từng cái từng cái lân thứ rất so với linh kiện lồi lõm cảm, tự nhiên mà thành tạo hình dáng dấp, lại như một bộ thật sự lên đến người máy bình thường. A, à, cây thư thích gọi ra tiếng đến, thật giống như hấp, bạch, phấn bình thường, cả người đều có chút trung rẩy. Quả nhiên, đại. Mới là vương đạo, ta cũng phải một cái đại mô hình, đại. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 9 cây kế hoạch. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Sáng sớm ngày thứ hai, leo điện thoại di động liền vẫn đang chấn động, mở ra xem, mấy chục điều tin tức, đều là cây phát tới được. Leo ta cũng phải một cái đại mô hình, đại. Đại mô hình mới là chân lý nha. Ta trước đây tại sao không có nghĩ đến leo, ta muốn một cái đại, đến cái 2 mét thế nào? Ta muốn điên rồi, Harry đã đến thúc giục, ta không muốn cho hắn nhưng là lão đại của ta không phải muốn liên lạc với trên Osborne, shit. Leo có chút không hiểu, cái gì tật xấu. Không phải là một cái kim loại mô hình sao? Năm ngày trước liền bỏ qua, làm sao ngày hôm nay mới tin cho ta hay? Căn bản không hiểu cái loại này mô hình cùng nhiệt người đam mê tâm, đối với cai tới nói, đối với mô hình yêu thích càng sâu với nữ nhân, đã là có chút bệnh trạng. Cây ở trên xe liên tục xoa xoa tinh xảo lên đến mô hình thỉnh thoảng liền linh hồn run rẩy một hồi, này như bay cảm giác, để chu vi mấy cái tiểu đệ đều thức thời rời đi. Không thành vấn đề, cây, muốn cái gì dạng, có điều một M50 liền gần đủ rồi đi, ở cao lời nói, hơi quá rồi. Leo đúng là không đáng kể trả lời. Cây đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng hình ảnh phát qua, trực tiếp đánh 5 vạn đô la Mỹ lại đây, Leo, loại này mô hình thực sự là quá mỹ diệu, nhanh, mau chóng làm tốt, trong vòng 3 ngày hoàn thành ta ở cho ngươi thêm 5 vạn. Leo nhìn thấy tin tức này cũng là một trận kinh ngạc, cai hẳn là hắn nhận thức người thứ nhất thâm niên mô hình player, từ trên tay của hắn mua lại cái thứ nhất mô hình sau, đều không ngừng mua lại, đã mua 40, 50 cái tiểu toàn kim loại mô hình, cũng bỏ ra hết mấy vạn đô la Mỹ. Cũng chính bởi vì vậy si mê mô hình, vô số lần muốn cùng Leo gặp mặt, đều bị cự tuyệt, liền liền chủ động cung cấp kim loại lên, đồng thời cũng là vô cùng theo quy củ không có lắp đặt quá máy thu hình được ta tận lực đuổi leo nói xong liền đưa điện thoại di động đặt ở một bên dù sao làm mô hình chỉ là tiền tài khởi nguồn đầy đủ là được không có cần thiết liều mạng như vậy thu thập chuẩn bị đi học cái bên này vẫn là ở xe vận tải trong rương xoa xoa mô hình không cách nào tự kiềm chế một cái đeo kính đen râu ria rậm rạp tráng hán nhanh chân vội vã đi tới đối với đứng một bên tiểu đệ hỏi, cây người đâu? Xe, trong xe. Râu ri rậm rạp, băng băng, đạp hai chân thùng xe, cây, ngươi đi ra cho ta. Lão đại, ngươi làm sao đến rồi? Cây có chút quyến luyến không muốn đi xuống, có chút kỳ quái nói. Xích, liền bởi vì này thanh phá đau, xích công ty tuyến đã đứt đoạn mất, lại không đi liền muốn kéo tới trên người ta. lo vừa nhắc tới này, trực tiếp cầm trong tay kính râm cho bóp nát, Mau mau đi với ta Osborne công ty, xem có thể hay không nối liền Osborne dược phẩm cùng vũ khí, New York nước quá sâu, ngược lại nên làm đều làm, ngày mai chúng ta về châu Phi đi, start công nghiệp gặp cho chúng ta cung cấp vũ khí, ở nơi đó bán vũ khí có thể so với New York muốn kiếm tiền. Hơn nữa Wakanda người lại liên lạc với ta, xem ra lần này có bút đại buôn bán, liền không ở New York đợi. Chloe đi tới một chiếc cao to xe Hummer trước, đi, đi Osborn công ty cây nhưng là sững sờ ta mô hình vẫn không có thật đây ta muốn đại mô hình ban đêm cơ lò chính đang suy nghĩ phàm kim loại chủ ý nhưng nhìn thấy cây một người đi tới lão đại new york có muốn hay không lưu một người bảo vệ ta có thể lưu lại không cần giá tiền đều đàm luận được rồi đặc biệt start công nghiệp tuy rằng giá cả quý giá điểm thế nhưng hàng được những người lão hát quỷ khẳng định rất yêu thích Klo nhìn một bên máy phát ấn có Stark công nghiệp chế tạo đạn rocket. Cây cũng có chút ngạc nhiên, thế giới nghe tên Stark công nghiệp dĩ nhiên chịu bán cho chúng ta, Tony Stark xem ra cũng không phải trong TV như vậy mà. Ai sẽ tìm Stark đàm luận, ta tìm Obadia, hắn nhưng là chúng ta vòng tròn xưng tên vũ khí con buông, nghe nói hắn vẫn cùng áp phan đám người kia có giao dịch, vì lẽ đó đàm luận hết sức dễ dàng. Đúng rồi, ngươi muốn lưu lại tới làm gì? ta định một cái loại cỡ lớn mô hình, khả năng còn muốn mấy ngày mới làm tốt, ta nghĩ mang theo mô hình trở lại. Cây thản nhiên nói rằng, dù sao tất cả mọi người đều biết hắn đam mê này. F. Ushaka, lão tử trên thuyền có nhiều nữ nhân như vậy, ngươi con mẹ nó còn đang đùa những người mô hình, ngươi trực tiếp đem người kia mang về. Sau đó hắn đều có thể vì ngươi chế tạo mô hình. Cơ lò mắng nói một câu, đem cài đánh đuổi. Cây nghe nhưng là ánh mắt sáng lên, mẹ nó, đúng rồi. Trực tiếp đem leo mang đi không là được, sau đó, hắn là có thể chuyên môn vì ta một người làm mô hình. Ở New York đợi hai năm, đều sắp quên chính mình là một cái người xấu. Móc ra điện thoại di động, leo, ta chuẩn bị cho ngươi một cái vui mừng thật lớn, đã đặt ở trong kho hàng, ngày mai tới bắt đi. Tiếp tục tu luyện leo cảm giác được điện thoại di động chấn động, hai tay cũng không có động tác. Điện thoại di động phụ lại đây, nhìn thấy mặt trên tin tức, không có suy nghĩ nhiều, hồi phục đến, được rồi. Tiếp tục hấp thu kim loại, gia đồng tiến độ đã là 14%, xem ra ngày hôm nay có hy vọng đến 15%. Sáng sớm ngày thứ hai, nhìn mới chậm rãi tăng 2% gia đồng tiến độ, còn có bên cạnh chính cái phá nát gậy kim loại cho cặn, bất đắc dĩ thở ra một hơi. Tiến độ cũng không tính chậm, thế nhưng so sánh một chút cái kia vàng titanium hiệu suất, có chút khó chịu nha đúng rồi cây làm sao sẽ cho ta phát loại này tin tức thật kỳ quái lẽ nào thật sự chuẩn bị cho ta một niềm vui bất ngờ sẽ không là cao cấp kim loại đi leo nghĩ trước đây cũng có mấy lần nhắc qua chất lượng tốt vật liệu lời nói thế nhưng trong lòng vẫn là tồn một ít nghi hoặc hành sau khi tan học đi xem xem đi hy vọng cây không nên gạt ta nha buổi trưa cây liền mang theo bảy cái tiểu đệ đi đến cái này nho nhỏ trong kho hàng mỗi người bên hông đều đừng một cây súng lục, thậm chí cây trong tay còn cầm một cái u di súng tự động, tiện tay đặt ở một bên, từ trong túi tiền lấy ra một cái mười mấy cm cao kim loại tiểu nhân đi ra thưởng thức. Cây ca, thật sự muốn giết cái kia làm mô hình. Một tên tiểu đệ ở một bên không thèm để ý hỏi. Cây hai mắt một hồi liền trận lên tròn xoe, trong tay người kim loại lập tức liền quất tới, hơi có chút sắc bén kim loại cái bệ, mạnh mẽ nện ở tiểu đệ trên đầu một vòi máu tung tóe đi ra, nhiễm phải đến cây trên mặt, tiểu đệ bị trong nháy mắt cho gõ ngã trên mặt đất, co rúng mấy lần liền bất tỉnh, trên đầu không ngừng chảy máu, chỉ chốc lát sau, trên mặt đất hội tụ một vũng huyết dịch. Cây có chút hung tợn nhìn chầm chầm chu vi sáu người xem lên, ta nói rồi. Là muốn bắt hắn cho ta mang đi, không phải giết chết, các ngươi đều không cho nổ súng, có nghe hay không? Vâng, đúng. Còn lại sáu cái tiểu đệ có chút trung sừng sững nói rằng đã sớm nghe nói cờ lo thủ hạ cái này mô hình người điên không nghĩ tới đã vậy còn quá phong một lời bất hòa liền giết người vẫn là yên tĩnh đợi đi cây nhưng không để ý chút nào mô hình ở trên y phục xoa xoa trong đầu còn tính toán chờ đem leo trói trở lại ta nhất định phải hắn cho ta làm một cái hai mét mô hình a à, quá tuyệt chỉ là ngẫm lại cây thân thể đều có một ít run rẩy trên mặt lộ ra một tia si mê nụ cười phối hợp một tia vết máu nhưng là như vậy dữ tợn. Khoảng 4 giờ, Leo lần thứ hai đi đến nhà kho nhỏ đầu hẻm, nhưng bất ngờ nhận biết được, ở góc tường có thiết trí một cái loại nhỏ camera an ninh. Hơi nhướng mày, ló đầu trong nháy mắt liền bị bẻ công thành một cái tiểu cầu, đồng thời, trong kho hàng một tên tiểu đệ trong tay máy vi tính màn hình cũng là xì xì làm hưởng, màn hình đen. Ngủ ga ngủ gật tiểu đệ đột nhiên thức tỉnh, liếc mắt nhìn máy vi tính, vội vàng nói, cây ca quản chế bị phá hỏng khả năng có người đến rồi cây trong đầu vẫn luôn đang tính toán trở lại làm một bộ chân nhân mô hình đem người cho niêm phong ở kim loại mô hình bên trong vậy khẳng định càng kích thích đi lại bị tiểu đệ cho quấy rầy mộng đẹp theo tay cầm lên một bên thương lên run rẩy nở nụ cười làm nhanh lên một chút cơ lo lão đại thuyền đã ở bến tàu chờ vội vàng đem leo mang đi ta đều có chút hưng phấn leo đã cảm giác được không đúng chớp mắt, bốc ra hơi kim quang, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng vách tường, nhìn thấy trong kho hàng cảnh tượng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 10 Điên cùng mô hình Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Không lớn trong kho hàng, đứng bảy cái mang súng lục tráng háng, trên đất còn nằm một người, hơi thở sự sống cũng đã vô cùng yếu ớt, bất cứ lúc nào đều phải chết đi gián dấp. Tình huống thế nào? leo chăm chú cau mày. Lẽ nào, trên đất nằm người kia là cây? Mà hắn mấy người là đối với cây mưu đồ gây rối giặc cướp, vừa vặn đụng với một mình đi ra, cho leo đưa kinh hỉ cây, liền đem hắn cho sát hại. Não động mở ra leo cẩn thận suy nghĩ một chút, vô cùng do dự, đến cùng có vào hay không đi, giả như bại lộ chính mình siêu năng lực, sẽ không có hiện tại an ổn tu luyện tháng ngày. Cầm lấy điện thoại di động, cây, ngươi sẽ không ở trong kho hàng đi vẫn là quyết định trước tiên thăm dò một hồi, thế nhưng là trơ mắt nhìn bên trong một cái nắm AK tráng háng, thông thạo từ trong túi tiền lấy ra điện thoại di động, mở ra mật mã, hồi phục đến. Leo, chúng ta từng có ước định, ngươi đã nói, ta không gặp ngươi, ngươi gặp vẫn vì ta làm mô hình, không phải sao? Nhìn cây phát tới được tin tức, Leo thất vọng cúi đầu xuống. Cây, ngươi gạt ta, ngươi còn cầm vũ khí xuất hiện ở nơi này, ngươi muốn làm gì? nhìn vẫn ở giơ súng quay về cửa cây còn có ba cái mai phục tại cạnh cửa người leo ánh mắt trong nháy mắt liền lạnh phai nhạt đi một khối kim loại dung thành một tấm nho nhỏ khinh bạc mặt nạ nhẹ nhàng chụp ở trên mặt tiểu vứt tại một bên nhanh chân hướng về nhà kho đi đến trong kho hàng một tên tiểu đệ đối với cây nói rằng cây ca ta có chút bất an cảm giác hắn vạn nhất không phải một người đến làm sao bây giờ giết chết người khác ta chỉ cần leo ta muốn hắn làm mô hình, bất luận người nào cũng ngăn cản không được. Nếu như hắn không muốn chứ. Cây con mắt hơi đỏ lên, vật của ta muốn, bất luận hắn có nguyện ý hay không, cũng phải cho ta, trước tiên cho ta đem hắn trói trở lại, ta có thừa biện pháp. Len Ken Nho nhỏ cửa sắt va chạm ở trên vách tường, gây nên không ít cho bụi, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa lớn chiếu vào, lôi ra một đạo cái bóng thật dài cạnh cửa trên hai người dù cho không có thấy rõ, thế nhưng cũng trực tiếp nhào tới, còn lại một người nhưng là cấp tốc ra ngoài nhìn qua, xác định chỉ có leo một người. Bụi mù bên trong, muốn đánh gục leo hai cái tiểu đệ khả năng cổ cao chiều cao của hắn, mặt đối mặt va chạm vào nhau, hướng về dưới thân leo đập tới. Hơi suy nghĩ, một cái tấm sắt đem hai người cho đại lực đẩy trở lại, lăn lộn vài vòng, đánh vào một bên vật liệu thép bên trên, có chút bò không đứng lên dáng dấp nhẹ nhàng khoát tay, cửa sắt cũng bỗng nhiên nhốt lại. Cùng cục, một tiếng vang nhỏ, môn cho khóa lại, chỉ còn dư lại một chiếc tối tâm đèn huỳnh quang quản treo cao ở trên nóc nhà. Mặt sau một người, phía trước sáu người, đem leo cho bao vây lên. Cho bụi hạ xuống, leo thân ảnh nho nhỏ xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong, có điều một mét hai thân thể nhỏ bé, ở một đám một M8 trở lên đại hán bên trong, có vẻ đặc biệt nhỏ yếu bạc nhược mang theo mặt nạ màu bạc nhìn về phía đứng ở chính giữa cái kia người da trắng đại hán, cây. Ngươi là ai? Leo đây. Cây nhìn trước mắt một cái tiểu bất điểm cũng có chút choáng váng, tình huống thế nào? Ta chính là Leo, cây, ngươi đây là ý gì? Dưới mặt nạ truyền đến hơi có biến hình âm thanh, có điều bên trong thanh âm non nớt vẫn là có thể nghe được. Ngươi là Leo. Ngươi biết đánh tạo kim mô. Có chút vẻ thần kinh cây quay về chu vi mấy người nói rằng Ha ha, hắn nói hắn là Leo. Đứa nhỏ, ta không phải nói đùa ngươi, Leo đây. Cây khẩu súng trong tay nhắm ngay đầu hắn. Cây, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Ta cho là chúng ta sẽ trở thành bằng hữu. Ngươi trong túi tiền mô hình vẫn là lần trước ta tự mình làm Acer. Leo rầu rỉ nói rằng Cây nhìn Leo nhưng bắt đầu cười lớn a ha ha, nguyên lai like Leo cái đầu ngươi nhỏ như vậy ta nói ngươi làm sao không muốn ra đến gặp mặt ha ha cuối cùng câu chuyện biến đổi đột nhiên nói rằng đem hắn trói lại đến phía sau người kia đột nhiên đem leo cho ông chặt lấy chu vi mấy người cũng xông tới chỉ chốc lát sau liền cho hắn dùng dây thừng chăm chú bó lên không hề chống lại bị lôi kéo đến cây trước mặt cây đè lại đầu của hắn có chút dữ tận nói ta không quản ngươi có đúng hay không leo hiện tại cũng không chờ được đến hắn đến rồi ta chỉ muốn muốn mô hình người tốt nhất gặp làm kim loại mô hình, không phải vậy. Một cái kéo lấy leo đầu, cười tàn nhẫn đạo, ta liền đem ngươi cho dung đến kim loại bên trong đi, làm thành mô hình, kha kha. Đi, cơ lo lão đại đã phát tin tức lại đây, thời gian sắp không còn kịp rồi. Cây trước tiên chuẩn bị rời đi. Phía sau một tên tiểu đệ lại gọi ở cây, cây ca, hắn còn thở, có muốn hay không mang về. Cây nhìn vẫn nằm đất trên cái kia tiểu đệ, Đưa tay tự trong lòng móc ra một cái trang bị ống giảm thanh súng lục. Để hắn chết đi thôi. Đang chuẩn bị kéo cò súng. Thế nhưng một nguồn sức mạnh mang theo cánh tay của hắn xoay chuyển mấy cu quẹo, hoành, 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 vài tiếng nhẹ vang lên, lại như là một người gấp gáp ở cửa gõ vài cái lên cửa bình thường. Mấy cái tiểu đệ ngay ở này ngăn ngắn hai dây bên trong, toàn bộ bởi vì trái tim trúng đạn, bị cây cho một phát súng lấy mạng sáu cái tiểu đệ nhìn dơ súng hướng về bọn họ xả kích cây, cuối cùng trước khi chết cũng không nghĩ rõ ràng, mình rốt cuộc tại sao lại đắc tội rồi cây ca, lại muốn giết chết bọn hắn. Cây nhìn mặt trước dồn dập ngã xuống sáu người, cánh tay cũng bắt đầu run rẩy. Vì là, vì sao lại như vậy, không phải ta nổ súng. Ta không có âm thanh sắc bén kêu lên. Đứng ở một bên leo, cánh tay dùng sức đẩy một cái, hai đạo ánh bạc từ phía sau lưng né qua, chăm chú trói lại hắn dây thừng toàn bộ gãy vỡ ra, rơi xuống một chỗ. Là ngươi. Là ngươi. Cây thay đổi đầu thương lần thứ hai nhắm ngay leo đầu, lần này, hắn ngón trỏ chăm chú trói lại cò súng, là ngươi đang dở trò quỷ. Ngươi giết bọn hắn. Cũng không thấy leo có động tác gì, cây súng lục trong tay rung lên, băng đạn trực tiếp rơi mất đi ra, nòng súng lùi lại, lên đạn cái kia một viên viên đạn cũng bay ra, đỉnh ở cây trên gáy là các ngươi trước tiên nếu muốn giết ta. Cây, ta thật sự không muốn giết ngươi, ngươi là ta khách hàng lớn nhất. Leo có chút đau lòng nói rằng, thế nhưng, ngươi nhưng tìm thấy trong lòng ta điểm máu chốt. Không, không. Leo, ta không nghĩ giết ngươi, ta chỉ là muốn dẫn ngươi cùng ta cùng đi châu Phi, vì ta làm mô hình mà thôi, ta chưa hề nghĩ tới giết ngươi. Cái cảm thụ trên gáy viên đạn, có chút trung rẩy nói rằng. Mô hình. Cây, người đúng là một người điên leo trong mắt tràn ngập thất vọng vốn tưởng rằng hơn một năm nay giao dịch có thể kết bạn đến một cái bạn mới thế nhưng nhưng bởi vì mô hình liền muốn dùng tính mạng đến uy hiếp hắn leo xoay người hướng về trên đất cái kia người bị thương đi đến đem hắn trở mình nhìn trên đầu cái kia vỡ tan đại thương khẩu vỗ vỗ hắn mặt này chịu đựng tỉnh táo một điểm tuy rằng không biết hắn là ai nhưng nhìn đến không phải cùng cây một nhóm nhi dù sao bị đánh thảm như vậy. Cây thấy này, từ bên hông rút ra thanh đao đến, hướng về leo sau não mạnh mẽ chui vào, không có đi tới mấy cm, liền không cách nào khống chế trong tay đao nhỏ, bị vững vàng liên lụy ở không trung. Leo xoay người lại, nhìn điên cuồng lại có chút sợ hãi cây, hắn là ai? Vô tội người đi đường. Ngươi thả ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cây buông ra tay cầm đao, sủy tiếng vào cửa trong túi, nhìn trước mắt leo, ngược lại có chút vò đã mẻ không sợ rơi cảm giác. À, trên đất người kia vô lực trên rỉ một tiếng, hết sức yếu ớt. Leo mới vừa nghiêng đầu liếc mắt một cái. Cây trong chớp mắt từ trong túi tiền móc ra kim loại mô hình, hướng về leo toàn lực đập tới. Hành động này triệt để chọc giận hắn, quay đầu nhìn chầm chầm cây, hai mắt đột nhiên bốc lên hai đạo chói mắt kim quang, chiếu rọi đến cây trên người. Quần áo kể cả thân thể, toàn bộ đều kim loại hóa lên, từ ngực bắt đầu nhanh chóng hướng về khắp toàn thân từ trên xuống dưới duyên đưa tới nếu ngươi như thế yêu thích mô hình vậy thì vĩnh viễn cùng với nó đi năm giây sau một cái sáng lên lấp lóa người kim loại sinh ra đứng ở nho nhỏ trong kho hàng ương giơ lên cao trong tay cũng không còn cách nào thả xuống kim loại tiểu nhân cùng với hoàng mỹ dung hợp lại cùng nhau vô cùng tinh xảo kim loại khuôn mặt trên lộ ra tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi này đồng nghiệp ngươi là ai tại sao lại ở chỗ này đến? Leo ngồi xổm xuống nhìn bị thương người kia, trong tay móc ra điện thoại di động chuẩn bị gọi cấp cứu điện thoại. Người kia há miệng, mấy cái âm tiết xông ra. Người nói cái gì? Leo nằm sắp xuống thân thể, cẩn thận nghe qua. Khắc. Cờ lò, vưu. Lợi tay. Tư khắc. Cờ lò, vẫn chưa nói hết, đầu lệch đi, không thở tải áp nghe trọng bộ ở phần mô tả